Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 33. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy việc Dương Quan Quan luyện võ có lẽ đã khiến đầu óc của cô ta linh hoạt hơn, không còn dễ bị lừa như trước nữa. Nhưng mà, đây cũng là một chuyện tốt, ít nhất không cần lo lắng cô ta bị người khác lừa. Đi thôi, đi dự tiệc đi. Tề Đẳng Nhàn búng tay một cái, lái xe, mang theo Dương Quan Quan đến khách sạn. Dung dịch dinh dưỡng thần kinh não do khoa công nghệ sinh học phương Bắc phát triển khá nổi tiếng, nên hầu như các dược thương ở tỉnh Đông Hải đều đến đây, hy vọng nhân cơ hội này giành được quyền hợp tác. Ôi, Ngạo Tuyết, nữ thần của tôi, không nghĩ tới còn có thể gặp lại cô ở Trung Hải. Tất nhiên Park Sung Sin cũng sẽ đến đây, sau khi nhìn thấy từ Ngạo Tuyết, hai mắt anh ta tỏa sáng, chạy tới, điên cuồng thể hiện cảm giác tồn tại. Khi từ Ngạo Tuyết nhìn thấy Park Sung Sin, vốn là nên cư xử lạnh lùng nhưng cô ta lại mỉm cười nói, vậy mà anh vẫn ở Trung Hải. Park Sung Sin nói, Ngạo Tuyết cô yên tâm, để tôi giúp cô rửa nhục. Dược phẩm thượng thiện do tôi gây dựng sẽ đánh bại dược phẩm thiên lai của Tề Đẳng Nhàn. Tôi sẽ đè hắn xuống đất, đánh cho hắn không ngóc đầu lên được. Tên ngốc đó còn cược với tôi 100 triệu, nhiều hơn cả lô hàng tháng này. Hiện tại không còn bao nhiêu thời gian nữa. Hắn đã định là sẽ thua rồi, để xem tôi làm nhục hắn ta như thế nào. Từ Ngạo Tuyết cẩn thận lắng nghe những lời của Park Sung Sin, vẻ mặt còn rất vui vẻ, cười tủm tỉm nói, oa, vậy thì anh thật sự quá lợi hại. Park Sung Sin thấy thái độ của Từ Ngạo Tuyết có chút không thích hợp, cười nói, Ngạo Tuyết, sao hôm nay cô dịu dàng vậy? Từ Ngạo Tuyết nói, người cũng có lúc thay đổi mà. Park Sung Sin cũng không nghĩ nhiều. Lập tức trò chuyện nhiệt tình với Từ Ngạo Tuyết. Park Sung Sin cảm thấy Từ Ngạo Tuyết dường như thật sự thay đổi, trước kia cao cao tại thượng như vậy, đến bây giờ lại mạnh vì gạo bạo vì tiền. Phải có điều kiện thuận lợi thì hoạt động mới có hiệu quả. Hầu như mỗi khi cô ta chào hỏi mọi người đều cư xử vô cùng dịu dàng và hòa nhã, mang đến cho mọi người cảm giác như gió xuân. Có lẽ là do chuyện lần trước quá đả kích với cô ta, khiến cô ta thay đổi tâm tính. Cần phải phát triển lại mạng lưới của bản thân. Park Sung Sin nhìn thấy bộ dáng Từ Ngạo Tuyết trong lòng lén lút nghĩ. Tính cách của Từ Ngạo Tuyết biến hóa không nhỏ, trước kia trong những lúc như vậy, cô ta thường tỏ ra cao cao tại thượng, chờ người khác tới nịnh bợ sự tồn tại của cô ta. Nhưng hiện tại, cô ta lại chủ động hạ thấp bản thân để đi giao lưu với mọi người, cố gắng thu được nhiều nhân mạch hơn. Trước đây cô ta không cần phải cố ý đạt được thứ gì, nhưng hiện tại, cô ta biết chính xác mình muốn gì và nên làm như thế nào. Từ Ngạo Tuyết như vậy, so với trước kia càng đáng sợ hơn. Dù sao, cô ta thậm chí có thể từ bỏ tình bạn nhiều năm với Ngọc Tiểu Long. Bởi vì, trong khoảng thời gian này, Ngọc Tiểu Long đã không đợi được điện thoại xin lỗi của cô ta. Mau nhìn kìa, xe Aston Martin 177, đó là xe của Tề Tổng sao? Phong cách thật đó, cả nước cũng chỉ có 4-5 chiếc. Xe này giá cũng phải 1-2 ngàn vạn nhỉ, đúng là tài đại khí thô mà. 1-2 ngàn vạn, ha ha, không có 4 ngàn vạn, cậu nghĩ cũng đừng nghĩ. Vì để thể hiện thực lực của công ty mình, chiếc xe Tề Đẳng Nhàn đang lái chính xác là chiếc Aston Martin 177 hắn đã tặng cho Lý Vân Uyển. Không thể không nói, chiếc xe này rất có phong cách, vừa đến hiện trường đã lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Một đám nhìn thấy chiếc xe sang này cũng đều không nhịn được trầm trồ khen ngợi. Ngay cả Park Sung Sin cũng có chút ghen tị, anh ta đường đường là cậu ấm tài phiệt thượng tinh, nhưng cũng chưa thể sở hữu chiếc siêu xe hàng đầu như vậy. Không phải là không có tiền, mà là thật sự không mua được, dù sao trên toàn thế giới cũng chỉ có tổng cộng 77 chiếc, trong đó có một chiếc bởi vì đóng phim mà hoàn toàn bị hư. Tề Đẳng Nhàn và Dương Quan Quan bước từ trên xe xuống. Lập tức có một đám người tiến lên chào hỏi và tâng bốc họ. Hiện tại Tề Đẳng Nhàn chính là nhân vật nổi tiếng ở cả tỉnh Đông Hải, dù sao với thực lực của hắn, mọi người ai cũng biết rõ Từ Ngạo Tuyết chỉ là hòn đá kê chân của hắn. Xung quanh người này có không ít người đẹp nhỉ, Từ Ngạo Tuyết nhìn hắn, trong lòng âm thầm cười lạnh. Dương Quan Quan chủ động khoác cánh tay Tề Đẳng Nhàn, đi cùng hắn vào hội trường, chẳng qua, quy mô có chút khoa trương. Mặc dù vẫn duy trì khoảng cách nhưng vẫn như có như không va chạm vào nhau. Mỗi một lần va chạm, khó tránh khỏi khiến cảm xúc của Tề Đẳng Nhàn sục sôi,
tâm viên ý mãn. Thảo nào muốn thành Phật đều phải điều phục tâm, không điều phục tâm tham vọng, không trói buộc tham vọng, ai có thể thành Phật mà không có dục vọng. Tề Đẳng Nhàn lại nhải trong lòng một câu. Sau khi Park Sung Sin nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, lập tức muốn đi lên chào phúng hai câu về chuyện lô hàng của dược phẩm Thiên Lai. Nhưng Tề Đẳng Nhàn lại giành trước một bước, cười nói cây gậy nhỏ, lại gặp nhau rồi. Mặt Park Sung Sin thoáng đỏ bừng, tên rùa rụt đầu này mỗi khi gặp đều nói một câu cây gậy nhỏ. Kẹo que của tao lớn hơn của mẹ mày, một lát nữa tao tìm một cây gậy bịt miệng mày lại. Park Sung Sin chửi thầm trong lòng, nhưng ở nơi này, anh ta không thể nói lời thô tục này ra ngoài. Dương Quan Quan thấy Park Sung Sin tức giận vì câu nói của Tề Đẳng Nhàn, trong lòng cảm thấy buồn cười, bản lĩnh âm dương của Tề Tổng là đệ nhất thế giới, không ai có thể sánh được. Không biết hôm nay Tề Tổng đến đây làm gì, thuốc tiêm dinh dưỡng thần kinh tế bào não loại mới không dành cho cậu, cậu nghĩ cũng đừng nghĩ. Park Sung Sin phản kích, thản nhiên nói. Ồ, cây gậy nhỏ lợi hại thật, còn đoán được. Tề Đẳng Nhàn kinh ngạc nói. Khóe mắt Park Sung Sin giật giật, cười nói, đương nhiên. Lựa chọn hàng đầu của khoa học công nghệ sinh học phương Bắc phải là một công ty có thực lực và tầm ảnh hưởng. Công ty chúng tôi và các bệnh viện hạng 3 lớn ở tỉnh Đông Hải đều hợp tác, còn cậu thì sao? Sắc mặt Tề Đẳng Nhàn suy sụp, thở dài nói, không hổ là cây gậy nhỏ, đúng là lợi hại, mạnh hơn tôi rất nhiều. Khóe mắt Park Sung Sin càng giật lợi hại hơn, cười lạnh nói, cho nên, cậu vẫn nên tranh thủ thời gian dẹp đường hồi phủ đi, đừng ở nơi này lãng phí sức lực. Còn không bằng dành thời gian điều hành doanh nghiệp. Tề Đẳng Nhàn nói, vậy à, lời nói của cây gậy nhỏ rất có lý. Chỉ có điều, tôi chạy thế nào cũng vô dụng, nếu cây gậy nhỏ thấy dược phẩm Thiên Lai của chúng tôi đáng thương thì chỉ chút con đường cho chúng tôi đi. Khóe miệng Park Sung Sin đều run rẩy cả lên, cắn răng nói, Tề Tổng, xin cậu tôn trọng tôi một chút. Cậu có thể gọi thẳng tên của tôi là Park Sung Sin, hoặc gọi tôi là Park Tổng. Cây gậy nhỏ thân thiết hơn, tôi thích gọi anh như vậy hơn. Vẻ mặt Tề Đẳng Nhàn sùng bái nói, cây gậy nhỏ, có thể nói cho tôi biết anh làm thế nào mà ký được nhiều bệnh viện hạng 3 như vậy không? Tôi muốn học hỏi anh. Park Sung Sin nghe Tề Đẳng Nhàn nói mỗi một câu đều kẹp theo một tiếng, cây gậy nhỏ, làm anh ta bùng nổi, tức giận hét lên, ốc vòi voi của tao lớn hơn mẹ mày, tao phải giết mày. Vừa định động thủ đã bị một đám người kéo lại. Park Tổng bình tĩnh. Bình tĩnh, đừng chấp nhặt với người như thế, không đáng. Đúng vậy, Park Tổng, công việc của chúng ta càng lớn mạnh, không chừa đường lui cho bọn họ mới là cách đánh trả tốt nhất. Đầu võ mồm cũng không được coi là anh hùng gì, dược phẩm thượng thiện từng bước lớn mạnh mới có thể trực tiếp nghiền nát bọn họ. Dương Quan Quan ở một bên suýt cười phá lên, Tề Đẳng Nhàn nói mỗi câu đều không rời một chữ, cây gậy nhỏ, làm cho tâm lý của Park Sung Sin suýt nữa sụp đổ. Park Sung Sin vẫn đang cua tay múa chân trong không khí, tức giận nói, họ Tề, lão tử chắc chắn sẽ làm cho doanh nghiệp của mày không được. Tề Đẳng Nhàn cười tủm tỉm nhìn anh ta, không nói gì, chỉ có chút tiếc nuối tốc độ can ngăn của những người đó quá nhanh. Nếu không, hôm nay Park Sung Sin sẽ bị thằng nhãi này lột ra ở chỗ này. Park Sung Sin đang tức giận bị mọi người tạm thời kéo sang một bên để bình tĩnh lại. Việc làm ăn cũng không khá hơn nên muốn công kích cá nhân đúng không? Park Sung Sin tức giận đến sắc mặt xanh mét, ngồi ở trên ghế phát run cả người. Tôi nghĩ chắc là Tề Tổng sức cùng lực kiệt rồi, không còn cách nào khác để có được dược phẩm thượng thiện nên mới xảy ra chuyện như vậy. Dù sao Park Tổng cũng phải bình tĩnh, hắn ta chính là muốn chọc giận anh, làm anh tức giận đến ruột gan rối bời, loại thuốc mới này không thể rơi vào tay hắn đúng không? Đúng vậy. Hiện tại mọi mặt của dược phẩm thượng thiện đều dẫn trước dược phẩm Thiên Lai, Park Tổng chỉ cần sắp xếp đâu vào đấy là có thể sỉ nhục chết hắn. Dưới sự khuyên bảo của mọi người, Park Sung Sin cũng dần bình tĩnh lại, hơi hơi gật gật đầu. Anh ta cũng cảm thấy Tề Đẳng Nhàn làm như vậy là cố ý chọc tức anh ta, khiến anh ta mất bình tĩnh, thừa dịp anh ta ruột gan rối bời để sấn tới. Sau khi suy nghĩ cẩn thận điểm này, anh ta triệt để áp chế lửa giận trong lòng. Cười lạnh nói, chỉ cần dược phẩm thượng thiện của chúng tôi còn ở đây một ngày, dược phẩm Thiên Lai vĩnh viễn sẽ không có chỗ đứng một ngày. Tề Tổng, anh công kích cá nhân như vậy không tốt đâu, người khác thấy được sẽ nói Thiên Lai của chúng ta không tố chất.
Dương Quan Quan hợp tình hợp lý nói. Tại sao lại không tốt? Anh ta không phải là cây gậy sao? Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói. Ách, Dương Quan Quan bị Tề Đẳng Nhàn nói đến nghẹn lời, có chút không nói nên lời. Tề Đẳng Nhàn cười nói, mặc dù bây giờ mọi người đều tâm bốc anh ta, nhưng đó là vì tài phiệt thượng tinh ở sau lưng anh ta, tôi gọi anh ta là cây gậy sẽ không ai cảm thấy tôi không có tố chất, ngược lại họ còn xem đó là trò tiêu khiển. Dương Quan Quan nói, cái này, sao có thể? Tề Đẳng Nhàn nói, dược phẩm thượng thiện của anh ta rất ngang ngược, đã chặn đường tài của bao nhiêu người, cô thật sự cho rằng những người Hoa Quốc đó sẽ chịu anh ta sao? Chỉ sợ, họ cũng đã có tâm tư giết chết anh ta. Dương Quan Quan nghĩ nghĩ, cảm thấy những lời này của Tề Đẳng Nhàn thật ra cũng rất có lý. Khi thời gian gần như không sai biệt lắm, Chủ tịch Lâm Trạch Hoa của Công ty Khoa học Công nghệ Sinh học Phương Bắc Hoa Quốc rốt cuộc cũng xuất hiện. Lâm Trạch Hoa ước chừng khoảng 50 tuổi, một thân tây trang phẳng phiu, hiếm thấy là ông ta không có bụng phệ như những ông chủ lớn khác, dáng người cũng coi như là được bảo trì không tồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ông ta vừa bước vào hội trường, bầu không khí ngay lập tức trở nên sôi nổi, mọi người đều hết lời tâng bốc. Nhóm Dược Thương nghiêm mặt đi tới, nhiệt tình như là nhìn thấy cha ruột của mình, hận không thể cho ông ta thấy tấm lòng của họ. Ông ta chính là Chủ tịch Lâm Trạch Hoa của Công ty Khoa học Công nghệ Sinh học Phương Bắc, Tề Tổng, có muốn lên chào hỏi không? Dương Quan Quan hỏi. Lên chào hỏi cũng được, dù sao thì chúng ta cũng nhất định phải có dung dịch thần kinh dinh dưỡng tế bào não loại mới này. Tề Đẳng Nhàn nói. Từ Ngạo Tuyết từ bên cạnh đi tới, nhẹ giọng nói, tôi khuyên anh đừng lãng phí thời gian nói chuyện lúc này, ông ta sẽ không nói chuyện với anh. Tề Đẳng Nhàn cười nói, thế nào? Lúc nãy mới vừa đánh cược mà cô đã sợ thua. Từ Ngạo Tuyết mỉm cười nói, tôi sợ lát nữa anh thấy khó khăn, bị bẽ mặt mà thôi. Tề Đẳng Nhàn không để ý, dẫn Dương Quan Quan đi tới trước mặt Lâm Trạch Hoa. Lâm Tổng, chào ông. Tề Đẳng Nhàn chủ động chào hỏi. Lâm Trạch Hoa liếc cũng không thèm liếc hắn một cái, chỉ phất lờ tay hắn. Mọi người sau khi nhìn thấy một màn này, vẻ mặt đều trở nên buồn cười. Tề Đẳng Nhàn chủ động chào hỏi Lâm Trạch Hoa, lại bị trực tiếp xem nhẹ. Đây thật đúng là tin tức lớn hiếm có. Tề Đẳng Nhàn không để bụng, tiến lên một bước, chủ động nói, Lâm Tổng, tôi là Tề Đẳng Nhàn của Dược Phẩm Thiên Lai ở tỉnh Đông Hải, muốn giao thiệp với ông. Lâm Trạch Hoa sửng sốt, nói, Dược Phẩm Thiên Lai là cái gì, nghe cũng chưa nghe qua, chó mèo từ đâu mà dám tới trước mặt tôi. Phốc ha ha. Tất cả mọi người phá lên cười, không ngờ Lâm Trạch Hoa lại không để tí mặt mũi nào cho Tề Đẳng Nhàn, thậm chí còn gọi hắn là con chó con mèo, thật là châm chọc. Bác Sung Xin ở một bên cũng cười ha ha, nói, Lâm Tổng, ông chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Dược Phẩm Thiên Lai này là một công ty nhỏ không thể đứng lên mặt bàn, bị tất cả bệnh viện hạng 3 ở tỉnh Đông Hải từ chối ngoài cửa. Không sai, công ty Dược Phẩm Thiên Lai là đồ bỏ đi. Không có một bệnh viện hạng ba nào bằng lòng hợp tác với bọn họ. Bọn họ cũng hợp tác với các nhà máy dược phẩm khác để tiến hành nghiên cứu và phát triển độc lập. Kết quả là làm ra một đống rác rưởi còn gửi nó đến cục vệ sinh của chúng tôi, làm cho tôi phải ném chúng vào thùng rác. Lâm Tổng, ông không cần phản ứng với người như thế. Cục trưởng Mã không biết xông ra từ nơi nào, lớn tiếng nói. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người. Vừa rồi hắn không nhìn thấy gậy ngoáy phân này, không ngờ bây giờ lại xuất hiện ở đây. Ám chỉ những người hay quấy nhiễu, gây xích mích, làm hỏng chuyện tốt của người khác, làm người khác ghét bỏ. Cầu xin tôi, chỉ cần cầu xin, tôi có thể sẽ giúp anh. M thanh nhẹ nhàng của Từ Ngạo Tuyết truyền vào tai của Tề Đẳng Nhàn, mạnh mẽ kích thích hắn. Tề Đẳng Nhàn không quan tâm lắm đến những gì xảy ra trước mặt. Nhưng ngược lại Dương Quan Quan có chút bực tức, sắc mặt tối sầm lại. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, Lâm Tổng chưa từng nghe qua công ty chúng tôi cũng rất bình thường, dù sao công việc cũng vừa mới bắt đầu. Lâm Trạch Hoa lắc đầu nói, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Nếu không có chuyện gì thì tránh ra, tôi rất bận. Tề Đẳng Nhàn nói, người quang minh chính đại không ngồi lê đôi mách, tôi muốn hợp tác với quý công ty. Chúng tôi cảm thấy rất hứng thú với dung dịch tiêm loại mới của quý công ty. Hắn vừa nói xong lời này,
cả hiện trường cười vang. Những dược thương ở đây, ai không đến vì dung dịch tiêm loại mới này? Vừa rồi Lâm Trạch Hoa làm hắn xấu hổ như vậy, hắn lại còn có dũng khí nói ra lời này, chẳng lẽ hắn thật sự không hiểu cách đối nhân xử thế sao? Tề Tổng nói giỡn với tôi sao? Lâm Trạch Hoa quay đầu lại cười ha hả nói. Vẻ mặt cục trưởng Mã và Park Sung Shin vui sướng khi nhìn thấy Tề Đảng Nhàn gặp họa, rất thích ý khi nhìn thấy hắn bị Lâm Trạch Hoa làm nhục, đâu còn chút mặt mũi nào. Cục trưởng Mã thản nhiên nói, họ Tề, tôi khuyên cậu nên chết tâm đi, dung dịch tiêm loại mới này rơi vào ai thì cũng không thể rơi xuống trên đầu cậu, tới từ chỗ nào thì quay về chỗ đó đi thôi. Tề Đảng Nhàn cười nói, tôi nói tại sao hôm nay không tổ chức tiệc ở khách sạn Thiên Địa, thì ra là cục trưởng Mã tới. Khó trách, khó trách. Sao, lời này của cậu là có ý gì? Ông không biết sao, lần trước cục trưởng Mã bị làm nhục ở khách sạn Thiện Địa, còn bị kéo vào danh sách đen. Nghe nói đời này cục trưởng Mã cũng không được phép bước vào khách sạn Thiện Địa, làm cho Tề Tổng mất hết mặt mũi. Có người nghe không hiểu lời Tề Đảng Nhàn nói, vì thế lập tức có người khác đi theo giải thích. Mặc dù cục trưởng Mã nghiêm ngặt giữ bí mật, nhưng trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió. Cục trưởng Mã bị Tề Đảng Nhàn làm cho tức giận đến sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, ông ta cười lạnh nói, họ Tề, cậu có bản lĩnh ở đây khua môi múa mép, thì sao không dựa vào mồm mép đó để vực dậy dược phẩm thiên lai của mình. Tôi thật muốn nhìn xem bản thân kẹp cổ cậu, dược phẩm thượng thiện chèn ép cuộc sống của cậu. Dược phẩm thiên lai của cậu liệu có thể tồn tại được bao lâu? Tề Đảng Nhàn ngẩn người, nói kẹp cổ tôi sao? Ông cảm thấy ông xứng sao? Mọi người nghe đến đây đều há hốc mồm, ở tỉnh Đông Hải chỉ có công ty dược phẩm của Tề Đảng Nhàn mới dám nói chuyện với cục trưởng Mã như vậy. Nếu những người khác dám nói như vậy, chỉ sợ ngay ngày hôm sau sẽ bị đình chỉ kinh doanh. Sắc mặt cục trưởng Mã xanh mét. Tất cả mọi người đều biết Tề Đảng Nhàn không muốn đối phó với ông ta, nhưng hắn dám ở nơi đông người nói như vậy. Đích thị là đang vả mặt ông ta. Dù sao, quyền lực hắn vẫn còn đó, nên các dược thương đều kính sợ hắn. Nhưng Tề Đảng Nhàn buồn vui thất thường, đừng nói là cục trưởng Mã, hai vị đại lão Hoàng Văn Lãng và Dương Lệnh Quang đều đã bị hắn làm cho xấu mặt, ngay cả những người đứng đầu đế đô cũng không dám không nể mặt. Hắn biết bản thân nhỏ bé, trong lòng kính sợ, nhưng hắn sẽ không kính sợ trước thứ quyền lực kia. Quyền lực này trong mắt hắn chỉ dùng để phục vụ người khác, nếu người phục vụ không tốt còn bắt người khác phải cung phụng lại ngươi à? Đang đùa sao? Lý Thế Dân ở thời phong kiến còn biết đạo lý, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, người hiện đại ngay cả điểm này cũng không thấy rõ. Tôi không xứng, ha ha ha, đúng thật là tôi không xứng, tôi cũng chỉ có thể để thuốc vĩnh viễn ngâm trong trứng nước mà thôi. Cục trưởng Mã u ám mà cười nói. Tất cả mọi người không khỏi lắc đầu, không biết dược phẩm thiên lai mua công thức ở đâu, định tự mình bào chế thuốc phá vỡ cục diện bế tắc, nhưng lại đắc tội với vị tôn đại Phật cục trưởng Mã này, không thể qua nổi xét duyệt thì nói gì đến chuyện phá vỡ cục diện nữa. Đến tận bây giờ, Tề Đảng Nhàn còn dám cứng rắn ngang ngược với cục trưởng Mã, quả thật rất không lý trí. Tề Đảng Nhàn cười nói, tôi nghĩ là ông đã nhầm, thuốc của tôi đã qua thẩm duyệt. Hơn nữa đã sớm bắt đầu được chuyển đến các bệnh viện lớn mà chúng tôi hợp tác. Cục trưởng Mã cười nhạo nói, viển vông. Tề Đảng Nhàn lấy bạch dược Trần Thị từ trong túi đã chuẩn bị sẵn, nó chỉ là một chiếc hộp hình chữ nhật nhỏ như vậy. Đến đây, mở to mắt chó của ông mà xem có phải là thuốc Lý Thị và dược phẩm thiên lai hợp tác sản xuất không. Tề Đảng Nhàn ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Vừa nói hắn vừa ném bạch dược Trần Thị sang. Cục trưởng Mã vừa nhìn thấy thì không khỏi sửng sốt, giận dữ nói, cậu dám tự sản xuất thuốc đưa ra thị trường. Thật đúng là ăn gan hùm mật gấu. Ngu xuẩn. Tề Đảng Nhàn nhìn ông ta, chỉ thản nhiên nói ra hai chữ. Này, đây là bạch dược Trần Thị. Trời ơi, lúc trước Hoa Quốc bỏ ra một số tiền lớn để mua công thức của Nam Dương Trần Thị, nhưng cũng không thể mua được công thức của họ. Dược phẩm thiên lai có thể khiến đối phương đồng ý lại là bạch dược Trần Thị của Nam Dương Trần Thị. Không thể nào, não bọn họ bị úng nước à lại bán cho người này. Đúng là bạch dược Trần Thị, nhìn ký hiệu phê duyệt. Có vẻ là được đế đô thẩm duyệt. Các dược thương xung quanh đều có nhãn lực mạnh mẽ,
sau khi nhìn thấy cái hộp này lập tức phát hiện ra manh mối, một đám đều đàm luận. Cục trưởng Mã sau khi nghe lời nói của bọn họ thì không khỏi ngẩn người, lật hộp ra xem kỹ, sắc mặt khó coi như phải ăn ruồi chết. Cho nên tôi mới nói ông muốn bóp cổ tôi thật đúng là không xứng. Có người van xin tôi đưa thuốc ra thị trường, Tề Đẳng Nhàn khinh thường cười nói với cục trưởng Mã. Cục trưởng Mã đứng cứng ngắc ngay tại chỗ. Dương Quan Quan đứng ở sau kịp thời mở miệng nói, các vị cùng ngành nếu muốn lấy bạch dược Trần Thị do chúng tôi sản xuất, có thể gặp chúng tôi để thảo luận chi tiết, chúng tôi sẵn lòng bán nó cho các vị, để các vị phân phối nó đến các tổ chức chữa bệnh nội bộ lớn và các hiệu thuốc. Vừa nói ra lời này, nhóm các dược thương lập tức rơi vào trạng thái kích động. Lợi nhuận của bạch dược Trần Thị có lẽ sẽ không bằng dung dịch tiêm loại mới của khoa công nghệ sinh học phương Bắc, nhưng nhất định sẽ kiếm được một số tiền khá lớn. Dù sao đây chính là thứ làm nên sự giàu có của Nam Dương Trần Thị, thật sự bán rất chạy. Sắc mặt Park Sung Shin cũng có chút khó coi, không nghĩ tới công thức mà Tề Đẳng Nhàn lấy được là bạch dược Trần Thị. Cứ như vậy, hắn cũng có thể mở rộng thị trường nhờ bạch dược Trần Thị. Với 100 triệu tiền đặt cược, thật đúng là bản thân không có khả năng thắng. Gần đây Từ Ngạo Tuyết đang ở đế đô, nên cô ta cũng biết được tình hình hỗn loạn do bạch dược Trần Thị gây ra. Khiến các ông chủ lớn đang giám sát thuốc đều rất phấn khích. Chẳng qua, cô ta thật không ngờ, người có được công thức bạch dược Trần Thị chính là Tề Đẳng Nhàn kia. Có sự đảm bảo của bạch dược Trần Thị, cho dù dược phẩm Thiên Lai không thể lấy được dung dịch tiêm loại mới từ khoa công nghệ sinh học phương Bắc, thì việc mở rộng kinh doanh cũng sẽ không phải chuyện khó khăn gì. Cục trưởng Mã, ông nói gì đi? Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy cục trưởng Mã trầm mặc không nói, nhẹ giọng hỏi. Khi nói lời này, hắn trụm lòng bàn tay lên lỗ tai, làm ra tư thế như đang lắng nghe. Tất cả mọi người suýt nữa cười ra tiếng, và mặt người còn muốn giết người không thấy máu, cũng có phần quá tàn nhẫn đúng không? Cục trưởng Mã sừng sốt nửa ngày, một lúc lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi nói, họ Tề, xem như cậu lợi hại. Cục trưởng Mã, ông không để bạch dược Trần Thị qua thẩm định, chúng tôi chỉ có thể gửi nó đến đế đô để xét duyệt. Ông chủ của đế đô cũng rất khó hiểu, tại sao một loại thuốc như vậy lại không qua thẩm định ở tỉnh Đông Hải, thậm chí không đến đế đô báo danh. Ước chừng mấy ngày nữa ông chủ ở đế đô sẽ đến hỏi thăm ông phải chuẩn bị tốt nên nói ra sao đi. Tề Đẳng Nhàn khẽ mỉm cười, nhưng những gì hắn nói đều là, giết người phải thấy máu, động thủ phải lấy mạng, chọc cho cục trưởng Mã muốn vỡ nát. Sắc mặt cục trưởng Mã cũng dần trở nên trắng bệch. Đúng là ông ta ra sức kèm kẹp thuốc của Tề Đẳng Nhàn, nhưng ông ta không ngờ rằng thứ thuốc này lại là bạch dược Trần Thị mà nhà nước tìm trăm phương ngàn kế muốn lấy nhưng cuối cùng lại không lấy được. Nói cách khác, cho ông ta gan con của trời, ông ta cũng không dám đi một bước đi như vậy. Loại hành động như vậy đã không phải là kẹp cổ dược phẩm Thiên Lai nữa, mà đơn giản là đem dây thừng buộc lên cổ mình, còn đá vào đá kê chân dưới chân mình. Ngu ngốc! Trân trọng vài ngày cuối được diễu võ dương oai của ông đi. Tề Đẳng Nhàn vỗ vỗ bả vai cục trưởng Mã, sau đó khinh thường mà quay người đi. Mọi người ở sau tránh né cục trưởng Mã như tránh rắn rết, việc dược phẩm Thiên Lai và Lý Thị hợp tác cùng nhau sản xuất thuốc, cái tên cục trưởng Mã này chính là đang tìm đường chết, việc rơi đài thật sự chỉ còn là vấn đề thời gian. Lúc này bọn họ cũng không muốn quá thân cận với cục trưởng Mã lắm. Đến lúc đó bị xử lý cùng ông ta mới thật sự không ổn. Hai gò má cục trưởng Mã đều điên cuồng run rẩy cả lên, ông ta kinh hồn bạt vía nói, tôi có chút việc phải đi trước. Nói xong câu này, ông ta ném bạch dược Trần Thị trong tay, chạy trối chết. Vào lúc này, mọi người không khỏi nhìn Tề Đẳng Nhàn từ trên xuống dưới với ánh mắt kính sợ, một vị oai phong một cõi như cục trưởng Mã lại cứ rơi vào tay hắn dễ dàng như vậy. Cái hộp mà hắn ta lấy từ trong ngực là bạch dược Trần Thị cứ như là cọng rơm đè gãy lưng lạc đà. Lâm Tổng, hiện tại hẳn là ông đã rõ thực lực của dược phẩm Thiên Lai của chúng tôi nhỉ? Có thể nói chuyện được chưa? Tề Đẳng Nhàn nhìn Lâm Trạch Hoa, thản nhiên hỏi. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt chuyển tới trên người Lâm Trạch Hoa, rất muốn biết ông ta sẽ làm thế nào. Mặt Lâm Trạch Hoa cũng không thay đổi mà nói, thật ngại quá, tôi không có hứng thú hợp tác với cậu. Cho dù dược phẩm Thiên Lai của các cậu bày ra sắc mặt,
cũng không phải là đối tượng mà tôi muốn. Hôm nay, tôi nói rõ cho cậu biết, dược phẩm thiên lai không có cơ hội. Lời nói của Lâm Trạch Hoa càng làm tình hình lên cao trào một lần nữa, một đám tràn trề hứng thú mà nhìn Tề Đẳng Nhàn, mong chờ hắn trả lời. Vừa rồi Tề Đẳng Nhàn oai phong lẫm liệt đánh vào mặt mũi của cục trưởng Mã, lúc này lại bị Lâm Trạch Hoa làm xấu mặt, không biết hắn sẽ làm thế nào. Ha ha ha, họ Tề, cậu đừng nghĩ nữa, loại thuốc tiêm mới này thuộc về dược phẩm thượng thiện của chúng tôi. Bác Sung Xin đắc ý phá lên cười, cậu quỳ xuống gọi tôi ba tiếng ông nội, không chừng tôi mở lòng từ bi cung cấp cho cậu một ít hàng hóa, có thể kiếm chút đỉnh tiền. Trong lòng mọi người không khỏi phát lạnh. Quả nhiên, khoa công nghệ sinh học phương Bắc vẫn lựa chọn dược phẩm thượng thiện. Chẳng những Tề Đẳng Nhàn không có cơ hội, bọn họ cũng không có cơ hội. Cách kinh doanh của dược phẩm thượng thiện từ trước đến nay luôn rất ngang ngược, để cho bọn họ lấy được dung dịch tiêm loại mới của khoa công nghệ sinh học phương Bắc, mọi người đừng nói có thịt ăn, ngay cả nước súp cũng không được uống, tương lai sẽ chỉ càng ngày càng khó khăn. Dương Quan Quan cũng có chút nóng vội đứng lên. Nếu để cho dược phẩm thượng thiện áp bước thêm một bước, sau này dược phẩm thiên lai muốn mở rộng kinh doanh, quả thật khá khó khăn. Từ Ngạo Tuyết ngoảnh mặt làm thinh đứng ở bên cạnh, cô ta rất muốn biết, Tề Đẳng Nhàn có tư cách gì để đánh cược với cô ta như vậy. Lâm Tổng, tôi đây nghiêm túc thương lượng với ông, cũng là cho ông mặt mũi, hy vọng ông có thể suy nghĩ kỹ càng trước khi nói. Tề Đẳng Nhàn không nhìn Bác Sung Xin, thản nhiên nói với Lâm Trạch Hoa. Mọi người nghe xong đều sửng sốt, có lầm hay không, quyền chủ động rõ ràng là ở trong tay Lâm Trạch Hoa, tại sao hắn lại nói như vậy? Lâm Trạch Hoa không khỏi sửng sốt, sau đó cười nói, cậu đang nói cái gì vậy? Cậu đang cho tôi mặt mũi sao? Ha ha ha, tôi là Lâm Trạch Hoa, lại cần cậu cho tôi mặt mũi. Tề Đẳng Nhàn không nói gì, hai tay đút túi, bộ dạng uể oải nhìn Lâm Trạch Hoa. Lâm Trạch Hoa lạnh lùng nói, cậu đắc tội Từ Tổng, cô ta bảo tôi không được đưa loại thuốc mới này cho cậu, đương nhiên tôi sẽ không đưa cho cậu. Cậu muốn, thì đi lấy lòng Từ Tổng đi. Bác Sung Xin nghe xong không khỏi kích động đứng lên, nói, Ngạo Tuyết, cô quả nhiên càng đánh càng anh dũng, không hổ là người phụ nữ tôi xem trọng. Từ Ngạo Tuyết khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống Tề Đẳng Nhàn, bình tĩnh nói, tôi đã cho anh cơ hội giao dịch công bằng, nhưng chính anh không cần. Mọi người vừa nghe, ồ, hóa ra là oan gia cũ gặp nhau à. Tập đoàn Hướng Thị và tập đoàn Từ Thị tranh giành đến biến hóa khôn lường, mặc dù bây giờ bức màn đã hoàn toàn bị hạ xuống, nhưng mọi người vẫn còn thỉnh thoảng lấy ra bàn tán say sưa một phen. Bọn họ rất rõ Từ Ngạo Tuyết triệt để đánh tan tác tập đoàn Hướng Thị ở dưới chân. Bác Tổng, quyền đại diện của loại thuốc tiêm tế bào thần kinh dinh dưỡng não mới của khoa công nghệ sinh học phương Bắc chúng tôi đã được giao cho dược phẩm thượng thiện, tôi hy vọng cậu có thể vận hành cho tốt. Lâm Trạch Hoa quay đầu lại và mỉm cười nói với Bác Sung Xin. Lâm Tổng yên tâm, tôi cũng không phải là cái loại phế vật chỉ biết dùng mồm làm ăn. Bác Sung Xin nói. Nếu bây giờ anh đổi ý, hạ thấp người đến xin tôi không phải là không thể suy xét nói giúp anh hai câu. Từ Ngạo Tuyết nói. Tề Đẳng Nhàn cười nói với mọi người, không có một người đàn ông nào sẽ cầu xin một người phụ nữ đã từng vẫy đuôi chó mừng chủ với mình. Những lời này, giống như một quả bom, phát nổ ngay tại chỗ. Đôi mắt Từ Ngạo Tuyết trong nháy mắt tràn ngập sát khí. Vẻ mặt đắc ý của Bác Sung Xin đông cứng lại, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói, họ Tề, cậu còn dám bất kính với Ngạo Tuyết, tôi nhất định sẽ phế cậu. Tề Đẳng Nhàn lắc lắc đầu. Nói, nữ thần mà anh vụng trộm mong nhớ ngày đêm, sớm đã bị một người đàn ông đụng chạm đến mềm nhũn. Cây gậy nhỏ à, anh thật đúng là một liếm cẩu đáng thương. Bác Sung Xin bùng nổ, ngay sau đó, nhóm thủ hạ của hắn ào ào đi lên ngăn cản. Lâm Tổng, vừa rồi tôi cho ông mặt mũi, nhưng chính là ông không cần. Tề Đẳng Nhàn quay đầu nhìn về phía Lâm Trạch Hoa, lạnh lùng nói. Lâm Trạch Hoa nói, ồ. Chẳng lẽ ông chủ của khoa công nghệ sinh học phương Bắc của chúng tôi không phải là tôi, mà là Tề Tổng cậu? Thật đúng là thú vị. Tôi là chủ tịch, quyết định của tôi chính là thánh chỉ. Tôi nói không hợp tác với dược phẩm thiên lai thì không ai có thể thay đổi mệnh lệnh của tôi. Tôi rất muốn nhìn xem Tề Tổng tính không để cho tôi mặt mũi như thế nào.
Tề Đảng Nhàn lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số rồi nói, Bộ trưởng Tống, Lâm Tổng rất không nể mặt tôi, không muốn hợp tác với tôi, ông xem chuyện này giải quyết thế nào đây? Tôi vẫn là nên giữ hai loại thuốc đó tự mình dùng thì hơn. Lâm Trạch Hoa hờ hững nói, cố làm ra vẻ. Mí mắt Từ Ngạo Tuyết không khỏi giật giật, cảm thấy có chút không ổn. Sau khi Tề Đảng Nhàn cúp điện thoại, nói với Lâm Trạch Hoa, cho ông mặt mũi ông không cần, vậy chỉ có thể vả mặt ông. Lâm Trạch Hoa vừa định nói chút gì đó, điện thoại đã vang lên, ông ta vừa thấy số hiển thị, sắc mặt lập tức thay đổi. Bộ trưởng Tống, chào ngài, chào ngài. Sau khi Lâm Trạch Hoa nghe điện thoại, lập tức khách sáo chào hỏi. Khoa Công nghệ Sinh học Phương Bắc là nửa doanh nghiệp nhà nước, nên sẽ chịu sự khống chế bên phía chính phủ. Vị bộ trưởng Tống này là đại lão đứng đầu phụ trách khu vực này, lời nói của ông ta đối với Lâm Trạch Hoa mà nói, là mệnh lệnh như sắt. Đừng nhìn Lâm Trạch Hoa là chủ tịch Khoa Công nghệ Sinh học Phương Bắc, nhưng chỉ cần đại lão đứng đầu là bộ trưởng Tống này lên tiếng, ông ta cũng chỉ có thể được coi là em trai. Thời gian cuộc gọi càng lâu, sắc mặt Lâm Trạch Hoa lại càng khó coi. Tất cả mọi người lẳng lặng nhìn Lâm Trạch Hoa, dường như đã nhận ra điều gì. Không thể nào, Tề Tổng lợi hại như vậy sao, thủ đoạn lại cao tay như thế, có thể ảnh hưởng đến việc ra quyết định của Khoa Công nghệ Sinh học Phương Bắc. Lâm Tổng gọi điện thoại với ai vậy, tôi nghe nói là Bộ trưởng Tống, đây là vị đại lão nào ấy. Có thể ảnh hưởng tới Lâm Tổng chỉ có thể là đại lão đứng đầu đế đô, Khoa Công nghệ Sinh học Phương Bắc là nửa doanh nghiệp nhà nước, mặc dù có rất nhiều tự do hoạt động, nhưng người chân chính quyết định đại sự hẳn là bên phía chính phủ. Sắc mặt của Park Sung Shin cũng dần trở nên cứng lại, cảm thấy tình hình dường như càng ngày càng vượt kiểm soát. Các ngón tay của Từ Ngạo Tuyết cũng khẽ run rẩy, đương nhiên cô ta biết rõ Bộ trưởng Tống này là người ra sao. Một lúc sau, Lâm Trạch Hoa cúp điện thoại với vẻ mặt khó coi. Tề Tổng, chúng ta nói chuyện chứ? Lâm Trạch Hoa đặt điện thoại xuống, hít sâu một hơi, nói với Tề Đảng Nhàn. Không nói chuyện, tôi không có hứng thú nói chuyện với ông. Tề Đảng Nhàn lắc đầu, cười nói, thẳng thừng từ chối ông ta. Vừa rồi Lâm Trạch Hoa từ chối Tề Đảng Nhàn dứt khoát bao nhiêu, thì hiện tại, Tề Đảng Nhàn từ chối Lâm Trạch Hoa dứt khoát bấy nhiêu. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều là chấn động, xem ra Tề Đảng Nhàn thật sự chỉ bằng một cú điện thoại đã can thiệp vào việc ra quyết định của Khoa Công nghệ Sinh học Phương Bắc, hơn nữa, quyết định này là do Chủ tịch Lâm Trạch Hoa đưa ra. Ngón tay của Từ Ngạo Tuyết run lên hai cái, trong lòng lập tức hô lên hai chữ không ổn, nỗi sợ hãi từng bị Tề Đảng Nhàn khống chế lại từ từ bò vào trong lòng cô ta, trong nháy mắt khiến cô ta trở nên u ám. Vẻ mặt của Lâm Trạch Hoa thoáng kinh ngạc. Cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên. Tề Đảng Nhàn nói, hôm nay cứ như vậy đi, thư ký Dương, chúng ta đi thôi, chuyện này thật nhàm chán. Dương Quan Quan ngẩn người, cô ta không biết tại sao Tề Đảng Nhàn lại thay đổi như trong chóng như vậy, nhưng Tề Đảng Nhàn không nói, cô ta cũng không tiện hỏi. Lâm Trạch Hoa vội vàng nói, Tề Tổng, chờ một chút. Tề Đảng Nhàn nói, chúng tôi không có gì hay để nói, vừa rồi tôi cho ông mặt mũi ông không cần. Bây giờ lại sửa miệng sao? Ông không cần mặt mũi, nhưng tôi cần. Nói xong, Tề Đảng Nhàn nghênh ngang kéo Dương Quan Quan rời đi. Tề Đảng Nhàn tát vào mặt Lâm Trạch Hoa một cái, phất tay một cái thản nhiên quay lưng bước đi không chút chần chừ. Toàn thân Lâm Trạch Hoa cứng đờ tại chỗ, cả người run lên vì tức giận, nhưng hết lần này tới lần khác ông ta cũng không thể thốt ra một lời cay nghiệt nào. Bộ trưởng Tống đã lên tiếng. Ông ta có thể làm được gì nữa đây? Thậm chí ông ta còn phải tính toán phòng trường hợp chuyện này không thành công, bản thân mình nên làm thế nào để gánh chịu cơn giận của Bộ trưởng Tống. Hai má của Từ Ngạo Tuyết run lên, mặc dù Tề Đảng Nhàn vẫn chưa thành công, nhưng chuyện này đã không còn gì phải lo lắng nữa. Ông chủ Tống, anh làm vậy không sao chứ? Lâm Trạch Hoa dù sao cũng là chủ tịch, chẳng lẽ lại nhẫn nhịn không nói gì? Dương Quan Quan hơi kinh ngạc hỏi Tề Đảng Nhàn. Công nghệ sinh học ở phương Bắc dù sao cũng là bán xí nghiệp nhà nước, đã là bán xí nghiệp nhà nước thì phải nghe theo quốc gia, tôi đã trực tiếp đến tìm ông chủ của bọn họ. Tề Đảng Nhàn nói rất nhẹ nhàng. Dương Quan Quan khẽ chau mày, cái này tôi có thể nghĩ đến, nhưng, anh dùng cách gì để thuyết phục ông chủ này? Tề Đảng Nhàn, rất đơn giản,
sử dụng hai công thức có sẵn trong tay. Dương Quan Quan kinh ngạc thốt lên, là hai cách điều chế và đóng gói của Trần Thị Bạch Dược sao? Tề Đẳng Nhàn gật đầu, tôi sẵn sàng chia sẻ hai công thức này, với điều kiện là hãy để công ty công nghệ sinh học ở phương Bắc hợp tác với chúng ta. Dương Quan Quan, như vậy xem ra ngoại trừ Trần Thị Bạch Dược ra thì hai loại thuốc khác cũng có giá trị rất cao. Tề Đẳng Nhàn nói, tất nhiên, Nam Dương Trần Thị sẽ không lấy những thứ rác rưởi ra lừa gạt tôi. Trên thực tế, Tề Đẳng Nhàn bỏ ra 300 triệu mét vàng để mua được ba công thức này, nhìn thì có vẻ như tốn rất nhiều tiền, nhưng thật ra lại rất rẻ. Cũng chính là nể mặt hắn nên Nam Dương Trần Thị mới có thể bán cho hắn công thức của ba loại thuốc này, đổi lại là người khác, giá có khi phải tăng gấp 10 lần. Vậy bây giờ người phải sốt ruột chính là Lâm Trạch Hoa, ông chủ lên tiếng, ông ta cũng không dám làm trái lời, nếu làm việc không tốt còn phải bị ông chủ trách phạt. Dương Quan Quan vui vẻ vỗ tay. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười, tất nhiên, Lâm Trạch Hoa nhìn qua giống như là chủ tịch điều hành mọi thứ, nhưng lời của Bộ trưởng Tống, ông ta không nghe không được. Lúc này, Lâm Trạch Hoa đã rất đau đầu rồi. Ông ta bây giờ phải hạ mình cúi đầu trước Tề Đẳng Nhàn mới được, nếu không việc hợp tác chắc chắn sẽ không có cách nào thành công. Nếu biết trước sẽ có kết cục như vậy, lúc trước ông ta sẽ không cố ý giễu võ Dương Oai với Tề Đẳng Nhàn. Bây giờ người chịu thiệt chính là mình, bị mất mặt cũng là mình. Tại sao Bộ trưởng Tống lại đứng nhìn về phía hắn, tôi rất muốn biết. Từ Ngạo Tuyết trầm giọng hỏi Lâm Trạch Hoa. Tề Đẳng Nhàn mua công thức của ba loại thuốc từ Nam Dương Trần Thị Bạch Dược thì cô đã biết, còn có một loại thuốc đặc hiệu dùng để trị bệnh bạch cầu. Loại thuốc này ở nước ta luôn được nhập khẩu từ châu Âu, giá cả đắt đỏ cuối cùng là thuốc đặc trị suy thận, đất nước chúng ta chưa có. Sắc mặt Lâm Trạch Hoa rất khó coi, giải thích cho Từ Ngạo Tuyết. Từ Ngạo Tuyết sửng sốt, tập đoàn Trần Thị phóng khoáng như vậy, thế mà lại có thể bán ba loại thuốc đặc hiệu mà Hoa Quốc không có. Ông đang kể chuyện cười à? Lâm Trạch Hoa dừng lại một chút dường như suy nghĩ điều gì rồi lại cất tiếng, nếu như không phải như vậy, tại sao Bộ trưởng Tống phải thay hắn nói chuyện? Từ Ngạo Tuyết nhất thời cảm thấy có chút đau răng. Không nghĩ tới Tề Đẳng Nhàn lại nắm chặt trong tay con chủ át bài như vậy, vừa thả ra, trực tiếp đánh cho Lâm Trạch Hoa trở tay không kịp. Bây giờ, Lâm Trạch Hoa muốn chủ động tìm người thỏa hiệp, Tề Đẳng Nhàn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Từ Ngạo Tuyết đánh cược với ông ta, kết quả đương nhiên không cần phải nói, chắc chắn là Từ Ngạo Tuyết thua rồi. Cô Từ, lần này cô làm tôi mất hết mặt mũi rồi. Lâm Trạch Hoa khó chịu nói. Xin lỗi. Từ Ngạo Tuyết lắc đầu, thật ra tôi cũng không nghĩ tới hắn có thể đánh chỉ với hai tấm bài trong tay. Tề Đẳng Nhàn vốn là muốn dựa vào ba loại thuốc này để mở ra thị trường, bây giờ lấy ra hai loại thuốc để giao dịch với công nghệ sinh học ở phương Bắc cũng không tính là thiệt thòi. Rốt cuộc thì loại thuốc tiêm mới này lợi nhuận rất cao, thị trường cũng rất lớn, là loại thuốc cần thiết cho khoa thần kinh. Lâm Hoa Trạch thở dài nói, còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể tìm thời gian thích hợp tới trước cửa cúi đầu, sau đó cầu xin hắn cho tôi một cơ hội. Bác Sung Xin lúc này hoảng hốt vội chạy tới nói, ông chủ Lâm, chúng ta không thể không giữ lời được, ông đã thỏa thuận với chúng tôi về thuốc tiêm. Ông chủ Bác, tôi cũng không có cách nào, ông chủ của tôi cũng đã lên tiếng, bắt tôi phải giải quyết chuyện này, nếu không, tôi không thể làm chủ tịch hội đồng quản trị nữa. Lâm Trạch Hoa bất đắc dĩ nói. Chuyện này đúng là không thể chấp nhận được, nếu hắn có được loại thuốc tiêm mới này, lại thêm Trần Thị Bạch Dược, hai phía đều là địch, làm sao tôi có thể chống đỡ đây? Bác Sung Xin nôn nóng như kiến trên chảo nóng. Tất nhiên anh ta nhận thức rõ hậu quả nếu để cho Dược Phẩm Thiên Lai lấy được thuốc tiêm mới từ công nghệ sinh học phương Bắc, cho nên phải cố gắng ra sức ngăn cản mới được. Lâm Hoa Trạch lắc đầu, ông chủ Bác, tôi cũng không có cách gì, nếu anh muốn ngăn cản tôi. Vậy thì chỉ có thể nói với ông chủ của chúng tôi thôi. Ông ấy không lên tiếng, tôi không dám tùy tiện đưa ra quyết định. Bác Sung Xin tức giận đến mức muốn hộc máu. Ông chủ Lâm, chuyện hôm nay, tôi rất xin lỗi, Từ Ngạo Tuyết lần nữa nói lời xin lỗi, cô ta cũng không còn hứng thú ở lại đây nữa. Bác Sung Xin vừa rồi còn thề son sắt trước mặt Từ Ngạo Tuyết rằng anh ta sẽ làm bẽ mặt Tề Đẳng Nhàn và những người khác, kết quả, mọi thứ xoay chuyển quá nhanh. Khiến anh ta hoàn toàn trở tay không kịp. Sau khi chào hỏi xong,
Từ Ngạo Tuyết nghênh ngang rời đi, sắc mặt ảm đạm. Nếu cô ta thua cửa cũng có nghĩa là cô ta sẽ không thể lấy được tập đoàn Trần Thị ở Nam Dương, nhiệm vụ này không hoàn thành, địa vị hiện tại của cô ta sẽ bị lung lay. Tôi phải nhanh chóng rời khỏi Trung Hải, chờ đến lúc Tề Đẳng Nhàn thành công, không biết hắn sẽ dùng thủ đoạn gì để hạ nhục tôi. Trong lòng Từ Ngạo Tuyết có chút run rẩy, trực tiếp lái xe đi ra sân bay. Ngay cả khi bây giờ không có vé máy bay bay đến thủ đô cũng không thành vấn đề, cô ta quyết định rời khỏi thành phố Trung Hải trước rồi mới tính tiếp. Từ Ngạo Tuyết lái xe hơi mất tập trung, suýt chút nữa xảy ra tai nạn, mấy lần tỉnh táo lại đều luống cuống tay chân. Hành động này của cô ta khiến cho sự hiểu lầm của mọi người về tay lái của phụ nữ dường như càng sâu sắc hơn. Khó khăn lắm mới tới được sân bay, Từ Ngạo Tuyết dừng xe lại, ngay lập tức lấy điện thoại ra xem vé máy bay. May mắn thay, trong một tiếng rưỡi nữa có một chuyến bay đến thủ đô, hơn nữa vẫn còn vé. May quá, vẫn còn vé. Từ Ngạo Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, lập tức mua vé máy bay. Sau đó cô ta xuống xe, chuẩn bị tiến vào sân bay. Khi đi qua góc khuất mà camera an ninh không chiếu tới, một bàn tay to lớn bất ngờ xuất hiện từ trong bóng tối bịt miệng cô ta lại. Cơ thể của Từ Ngạo Tuyệt bị một lực lớn tác động va vào vách tường. Gáy đập vào tường, suýt chút nữa thì ngất đi vì đau. Sau đó cô ta cảm thấy bụng lạnh lạnh, rất nhanh lại nóng lên. Nhìn xuống dưới, một con dao găm đang đâm thẳng vào bụng cô ta. Trước mặt là một người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng, sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo, như thể thứ con dao đang đâm không phải người mà là một con gia cầm. Anh, là người của Ma Đô, Tiết gia, Từ Ngạo Tuyết mở miệng, máu từ khóe miệng chảy ra. Xin lỗi, người đàn ông này lạnh lùng nói rồi rút dao găm ra, chuẩn bị đao tiếp theo sẽ đâm thẳng xuyên tim của Từ Ngạo Tuyết. Người phụ nữ trước mắt này, dù sinh ra có đẹp gấp 10 lần đi nữa thì cũng không liên quan gì đến hắn ta. Trong lúc dòng máu nóng hổi trào ra từ miệng vết thương, trong đầu Từ Ngạo Tuyết nhanh như chớp hiện lên rất nhiều hình ảnh. Những hình ảnh này đối với Từ Ngạo Tuyết mà nói lại vô cùng chậm, cô ta nghĩ đến cha mẹ mình, người đã kỳ vọng rất cao vào cô ta. Cô ta nghĩ đến Ngọc Tiểu Long, người bạn rất tốt lại mỗi người đi một ngả. Thậm chí Từ Ngạo Tuyết nghĩ đến Tề Đẳng Nhàn, nghĩ đến người này cô ta đã đủ hận nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng Từ Ngạo Tuyết chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, cái mạng này của cô ta sẽ bị chôn vùi như này ở đây. Nghĩ đến đây, cô ta bật khóc. Cô ta rất khó chịu vì bản thân chưa dùng đến máu của Tề Đẳng Nhàn rửa sạch nỗi nhục của mình. Chỉ là những giọt nước mắt của cô ta cũng không thể làm cảm động tên sát thủ này. Những tên sát thủ sở dĩ được gọi là sát thủ có lẽ do khi bọn họ giết người, tay của bọn họ đều tương đối ổn định. Tay của tên sát thủ này rất ổn định. Nó không những ổn mà còn lạnh. Vì thế nên một dao này đâm rất ổn, nó sẽ không có gì bất ngờ mà đâm thẳng vào tim của Từ Ngạo Tuyết, kết thúc đi sinh mạng cô ta. Trong bóng tối dao của tên sát thủ tiến đến gần cô ta, Từ Ngạo Tuyết đã cảm nhận được sự đau đớn và lạnh lẽo khi mũi dao xuyên qua lồng ngực cô ta. Thế nhưng lúc này, bàn tay lúc đầu rất ổn định của tên sát thủ run lên, ngay sau đó, cây dao găm rơi xuống đất. Theo tiếng dao găm rơi xuống đất, là tiếng một thanh đồng rơi xuống đất. Từ Ngạo Tuyết kéo lê cơ thể dựa vào tường, sau đó mí mắt cô ta nặng nề khép lại, trước khi nhắm mắt. Từ Ngạo Tuyết nhìn thấy người mà cả đời này cô ta hận đến mức không bao giờ quên được. Làm người không nên quá tàn nhẫn, làm đàn ông thì phải biết thương hoa tiếc ngọc. Tề Đẳng Nhàn chậm rãi bước lên phía trước, cách tên sát thủ khoảng chừng 10 mét. Khoảng cách này hoàn toàn đủ để tên sát thủ giết chết Từ Ngạo Tuyết. Nhưng tên sát thủ không hề làm vậy, bởi vì hắn ta cảm nhận được một áp lực khủng khiếp đang đè chặt hắn. Tên sát thủ có một cảm giác kỳ quái, chỉ cần hắn di chuyển một chút thôi, cũng nhất định sẽ bị nhận một đòn chí mạng. Hoặc hắn ta có thể lấy một đổi một, hắn giết được Từ Ngạo Tuyết, nhưng bản thân cũng sẽ chết. Không đáng để đánh đổi mạng sống của hắn. Đằng ấy là người nào? Tại sao lại muốn nhúng tay vào chuyện của tôi vậy? Tên sát thủ lùi về sau một bước, cả người không lộ chút sơ hở nào, sự cảnh giác kéo đến cao điểm. Tôi là người yêu cũ của cô ấy, đương nhiên muốn xen vào. Ánh mắt Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng, mặc dù cô ấy mong rằng tôi chết đi, nhưng tôi lại không muốn cô ấy chết. Cô ấy còn sống,
đối với tôi mà nói vẫn có ích. Mặt tên sát thủ âm u, nói, anh ngăn cản tôi, anh sẽ dính vào phiền phức lớn, anh chắc chắn rằng mình không sợ sao. Tề Đẳng Nhàn nhe răng cười một tiếng, nói với tên sát thủ, tôi bây giờ chỉ muốn đánh chết anh. Nói xong câu này, cột sống của Tề Đẳng Nhàn hơi cong lại, giống như một cái cung bị kéo căng. Hắn di chuyển như cánh cung bị kéo ra, phát ra tiếng sấm nổ. Tên sát thủ chậm chạp lùi về sau mấy bước, nói, nhát dao vừa rồi có lẽ đã đâm bị thương ruột cô ta. Nói xong câu này, hắn ta vẫn chậm rãi và kiên định lùi về phía sau. Đáng tiếc, nơi này là Trung Hải, bằng không cô ta và anh chắc chắn sẽ phải chết. Tôi bây giờ chỉ là không muốn dây dưa cùng với anh. Tên sát thủ vừa lùi về sau vừa nói. Mà phải nói vũ khí tôi am hiểu nhất không phải là dao găm mà là súng. Tề Đẳng Nhàn nhíu mày, liếc nhìn Từ Ngạo Tuyết đang chảy máu không ngừng trên mặt đất, trong lòng cân nhắc. Tên sát thủ đã lùi về sau được 5 mét hơn, cười nói, bệnh viện gần nhất phải cách nơi này khoảng 20 cây số, bây giờ lại là giờ cao điểm của thành phố này. Hắn ta lại lùi về sau thêm 5 mét nữa. Bước chân của Tề Đẳng Nhàn dừng ở bên người Từ Ngạo Tuyết, hình bóng của tên sát thủ đã hòa vào trong bóng tối, không còn thấy hắn ta ở đâu nữa. Tề Đẳng Nhàn vẫn cảm nhận được hơi thở của tên sát thủ, nhưng hắn cuối cùng cũng không đuổi theo. Nếu hắn đánh chết tên sát thủ, Từ Ngạo Tuyết cũng có thể sẽ phải chết theo. Người phụ nữ ngu ngốc, vừa thua cuộc liền nghĩ chạy trốn sao? Có chơi có chịu tốt biết bao, ít nhất cũng chỉ bị tôi làm nhục một chút, cũng sẽ không phải chết. Tề Đẳng Nhàn ngồi xổm xuống dưới, cười bất lực. Sau đó hắn đưa tay ra điểm một cái thật mạnh dưới lồng ngực của Từ Ngạo Tuyết, cơn đau dữ dội khiến cho Từ Ngạo Tuyết đang hôn mê hít một hơi thật sâu, cả người khẽ co giật. Cuộn tròn người, tốc độ máu chảy ra ngoài cũng chậm lại. Tề Đẳng Nhàn cởi bỏ quần áo để băng bó vết thương không chảy máu nhiều lắm ở bụng Từ Ngạo Tuyết. Hắn đỡ cô ta lên, lại nhìn xuống vết thương trước ngực cô ta một lần nữa. Lồng ngực Từ Ngạo Tuyết bị đâm thủng, miệng vết thương khoảng 2 cm, cũng không phải vết thương chí mạng. Quên đi, trước tiên đi đến bệnh viện đã. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, ôm Từ Ngạo Tuyết lên xe. Nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cả một đường đi, Tề Đẳng Nhàn lái xe rất nhanh, chiếc xe Aston Martin 177 trong tay hắn được phát huy hết công suất, biến thành tia chớp màu bạc phi thẳng đến phòng khám Mai La. Đi đến cửa phòng khám Mai La, nhân viên y tá và bác sĩ phẫu thuật đã đứng đợi trước ở đó. Ngay khi Tề Đẳng Nhàn đến, Từ Ngạo Tuyết ngay lập tức được đưa lên xe đẩy đi thẳng vào phòng phẫu thuật. Đi đến phòng phẫu thuật, bác sĩ phẫu thuật phải thốt lên rằng, đây là kỹ thuật cầm máu thần kỳ gì vậy? Nó còn có thể làm cho máu chảy ra chậm như vậy. Gan và mạch máu đang co thắt lại, có phải do đòn đánh mạnh gây ra không? Thật thần kỳ, chẳng lẽ đây chính là hiệu quả của công phu bấm huyệt ở Hoa Quốc? Tề Đẳng Nhàn chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật. Viện trưởng Vladimir bị việc này làm cho kinh động. Vội vàng chạy đến mở miệng bảo đảm với Tề Đẳng Nhàn, Tổng Giám Đốc Tề, ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ toàn lực cứu người yêu ngài. Phòng khám Mai La của chúng tôi có những chuyên gia hàng đầu và thiết bị kỹ thuật tối tân nhất, nhất định sẽ cứu được cô ấy, tuyệt đối sẽ không để cho người yêu của ngài gặp phải chuyện gì cả. Tề Đẳng Nhàn sau khi nghe được lời này lập tức vui vẻ, quay đầu nói với Vladimir, cô ấy không phải người yêu của tôi, cô ấy là kẻ thù của tôi. Vladimir trực tiếp bị lời này của Tề Đẳng Nhàn làm cho ngơ rồi, đầu óc choáng váng, cười ha ha nói, à, vậy thì mặc kệ là người gì đối với ngài, nếu đã là người mà Tổng Giám Đốc Tề đưa đến, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tề Đẳng Nhàn cười, đưa tay ra vỗ vào vai của Vladimir, nói với cô, được, tôi đã biết rồi. Cô trước tiên đi làm việc của mình đi, một người viện trưởng lại ở đây làm cái gì? Không được. Tôi phải chờ ở đây, để xem có vấn đề gì xảy ra tôi có thể giúp được. Vladimir vội vàng nói. Tề Đẳng Nhàn cũng không đuổi Vladimir đi, trong lòng nghĩ lại, rốt cuộc là ai muốn lấy mạng Từ Ngạo Tuyết đây? Người muốn giết Từ Ngạo Tuyết này có phải muốn đổ tội lên đầu hắn, nhằm mục đích kích thích thêm một vài mâu thuẫn? 2 tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật đã được mở ra, một nhân viên y tá bước ra ngoài.
Nhanh lên, mau nói với Tổng Giám đốc Tề xem tình hình thế nào rồi. Vladimir mở miệng thúc giục. Tình trạng của bệnh nhân không đến nỗi tệ, bởi vì được cầm máu kịp thời và cấp cứu tại chỗ nên không còn gì nguy hiểm. Chỉ là hiện tại cô ấy vì mất máu quá nhiều mà rơi vào hôn mê. Muốn cô ấy tỉnh lại, phải đợi khoảng 24 giờ nữa. Còn về chuyện vết thương, bác sĩ phụ trách phẫu thuật đã xử lý xong hết rồi, người nhà không cần phải quá lo lắng. Nhân viên y tá chuyên nghiệp nói cho Tề Đảng Nhàn tình hình trong phòng phẫu thuật. Tề Đảng Nhàn nghe nhân viên y tá nói Từ Ngạo Tuyết không bị làm sao, ồ lên một tiếng, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, không sao là tốt rồi. Vladimir ngay lập tức đưa Từ Ngạo Tuyết đến phòng ICU, để tránh cho việc Từ Ngạo Tuyết gặp phải chuyện gì, Tề Đảng Nhàn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi trong phòng bệnh. Không phải ngươi đi làm nhiệm vụ à? Sao còn ở thành phố Trung Hải? Ngọc Tiểu Long xuất hiện trong bệnh viện khiến Tề Đảng Nhàn có chút kinh ngạc, liền hỏi. Ngọc Tiểu Long lắc đầu, nói tôi nghe nói anh đã xảy ra chuyện, cho nên tới xem tình hình thế nào. Tề Đảng Nhàn thở dài, cô thực sự trọng tình nghĩa, nhưng đáng tiếc, mọi người không coi cô là bạn, lại chọn phe chống lại cô. Ngọc Tiểu Long nói, anh còn trẻ, không nhìn thấu những danh lợi này, một ngày nào đó, anh cũng sẽ ngộ ra. Tề Đảng Nhàn khẽ gật đầu, cảm thấy Ngọc Tiểu Long không tàn nhẫn như hắn tưởng tượng, xem ra cô ta thật sự coi Từ Ngạo Tuyết là bạn. Bị Từ Ngạo Tuyết phản bội chắc hẳn cô ấy rất buồn, nhưng không ai nhìn ra được điều đó. Anh biết là ai làm sao? Ngọc Tiểu Long lạnh lùng hỏi. Tôi không biết, nhưng tên sát thủ kia rất thú vị. Tề Đảng Nhàn nói. Ngọc Tiểu Long có chút ngạc nhiên, hỏi, anh nói thú vị có nghĩa là gì? Tề Đảng Nhàn giải thích, tôi nhớ rõ bộ dáng của hắn, có thể vẽ cho cô tự tra đi. Ngọc Tiểu Long cũng không hỏi quá nhiều, Tề Đảng Nhàn trực tiếp vẽ ra tướng mạo hung thủ, sau đó giao cho Ngọc Tiểu Long điều tra. Khỏi phải nói năng lực xử lý công việc của Ngọc Tiểu Long như thế nào, nửa tiếng sau cô ấy đã quay lại với một xấp tài liệu trên tay. Người này tên là Tiết Cương, xuất thân từ Tiết gia ở Thượng Hải, là con át chủ bài dưới tay nhà họ Tiết, thường dùng thủ đoạn đen tối giúp Tiết gia giải quyết một số chuyện rắc rối. Ngọc Tiểu Long ném tư liệu vào tay Tề Đảng Nhàn, nói. Họ Tiết ở Ma Đô. Này, thật kỳ lạ. Tại sao người của Tiết gia ở Ma Đô lại đến giết Từ Ngạo Tuyết? Tề Đảng Nhàn ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ gia tộc họ Tiết cũng đầu tư vào liên minh kinh tế Từ Thị? Sắc mặt Ngọc Tiểu Long hơi thay đổi khi nghe hắn nhắc đến chuyện này, dù sao cô cũng đã dùng 10 tỷ từ Ngọc gia để đầu tư. Sau thất bại của Từ Ngạo Tuyết, hàng chục tỷ của nhà họ Ngọc trở nên vô nghĩa, tuy nhiên, trước uy tín và địa vị của Ngọc Tiểu Long, không ai trong Ngọc gia dám đứng ra nói lời bất mãn. Nhưng cô ấy rất rõ rằng đây là trách nhiệm của bản thân. 10 tỷ, dù sao cũng không phải con số nhỏ. Ngọc Tiểu Long lắc đầu nói, không có đâu. Lúc đầu là Dương gia đầu tư một ít tiền vào Ma Đô, Tiết gia cũng không có bất kỳ mối liên hệ nào. Tiết gia, Dương gia, Trịnh gia cũng được xem là ba gia tộc lớn trong thành. Tôi thực sự không biết tại sao các thành viên của gia tộc họ Tiết lại muốn giết Từ Ngạo Tuyết. Tề Đảng Nhàn cười nói, không biết rõ ràng thì cũng đừng suy nghĩ nhiều, vì cô không phải người Triệu gia, cho nên chuyện này chúng ta cũng không có gì để tranh luận. Suy nghĩ ban đầu của Ngọc Tiểu Long là Triệu gia có thể coi Từ Ngạo Tuyết như một đứa trẻ bị bỏ rơi và sẽ giết cô ta. Bây giờ nhìn lại thì không phải vậy, người muốn tính mạng của Từ Ngạo Tuyết chính là nhà họ Tiết ở Ma Đô. Từ Ngạo Tuyết không có mối liên hệ nào với Ma Đô, Tiết gia vẫn cử người đến Trung Hải để lấy mạng cô ta, điều này thực sự khiến mọi người cảm thấy hơi khó hiểu. Có lẽ chuyện này không đơn giản, anh nên chú ý nhiều hơn một chút. Có tin tức gì thì hãy liên lạc với nhau đi. Ngọc Tiểu Long nói. Dù bị Từ Ngạo Tuyết làm tổn thương nhưng cô ấy vẫn sẵn sàng coi cô ta như một người bạn. Trong trận chiến này, nếu Từ Ngạo Tuyết có thể bình an trở về, có lẽ cô ta sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Tề Đảng Nhàn trả lời, được, chờ cô ta tỉnh lại, tôi sẽ hỏi xem cô ta nói gì. Ngọc Tiểu Long trực tiếp rời khỏi bệnh viện, vốn dĩ là bạn tốt, cô cũng không muốn nhìn thấy cô ta đến mức này. Mãi đến 24 giờ sau, Từ Ngạo Tuyết mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Mở mắt ra, cô ta cảm thấy cơ thể mình rất yếu, lại phát hiện mình đang ở trong phòng bệnh,
điều này khiến cô ta khẽ giật mình. Mình không chết, cô ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cái chết đương nhiên đáng sợ, nhất là khi cô ta còn có bao nhiêu hoài bão chưa thực hiện, làm sao có thể chết dễ dàng như vậy. Cô tỉnh rồi, giọng nói trầm chậm của Tề Đẳng Nhàn từ bên cạnh truyền đến, trong tay đang cầm một quả táo đã gọt vỏ, cắn một miếng. Sau khi nghe thấy giọng nói của hắn, Từ Ngạo Tuyết mới nhận ra rằng có người trong phòng bệnh, cô ta bị sốc và kinh ngạc hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy, sao anh lại ở đây? Tề Đẳng Nhàn cười nhạt, cô điên rồi sao? Nếu không có tôi ở đây, mạng của cô còn giữ nổi sao? Nói xong, hắn đưa tay ấn vào ngực Từ Ngạo Tuyết. A hát! Từ Ngạo Tuyết đau đớn rên rỉ, vẻ mặt nhăn nhó. Từ Đẳng Nhàn nói một cách thờ ơ, nếu tôi chậm nửa giây, con dao này sẽ đâm vào trái tim của cô, lúc đó ông trời cũng không thể cứu cô. Từ Ngạo Tuyết đau đến thở hổn hển, cô ta rất tức giận, biết cô ta bị thương ở đây mà vẫn cố ý duỗi tay đè lên, muốn cô ta chết vì đau sao. Ha ha ha, Từ Ngạo Tuyết, cô không phải cho rằng mình không có khả năng đánh cược sao. Ca với tôi rằng một giây trước cô còn rất lợi hại, nhưng giây sau đã biết mình sẽ thua, liền muốn chạy cả đêm sao. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nhìn cô, thong thả gặm quả táo trong tay. Sắc mặt Từ Ngạo Tuyết thật khó coi, cô ta thực sự muốn bỏ chạy, dù sao thì cô ta cũng không muốn cho Tề Đẳng Nhàn làm bẽ mặt mình thêm một lần nữa. Nhưng mà, chuyện này cũng nằm ngoài dự liệu của cô ta, làm sao có thể tưởng tượng được nửa đường sẽ có sát thủ phục kích, thiếu chút nữa lấy mạng mình. Tôi sẵn sàng đánh cược và nhận thua và cũng không muốn chạy trốn chút nào. Tôi chỉ đến sân bay để làm một số việc, Từ Ngạo Tuyết lạnh lùng nói. Ồ, nói cách khác, cô chỉ mua vé này cho vui, Tề Đẳng Nhàn lắc lắc điện thoại di động. Từ Ngạo Tuyết mặt đơ ra, cô ta tức giận nói, sao anh có thể nhìn trộm điện thoại của tôi? Làm sao anh mở khóa được? Cô có ngốc không? Cô hôn mê rồi, tôi muốn dùng dấu vân tay của cô mở khóa, chuyện đó không phải đơn giản sao? Tề Đẳng Nhàn không khỏi cười lạnh một cái. Đưa điện thoại trả lại cô ta. Từ Ngạo Tuyết bị lời mắng mỏ làm cho sững sờ, cô ta thực sự suy nghĩ quá phức tạp, chuyện đơn giản như vậy mà cô ta cũng không nghĩ ra được. Tề Đẳng Nhàn ném lõi táo còn sót lại vào thùng rác, lau tay và hỏi, nói cho tôi biết, chuyện gì đang xảy ra vậy? Từ Ngạo Tuyết lạnh lùng nói, anh muốn hỏi cái gì? Đương nhiên là người tới giết cô, Tề Đẳng Nhàn mất kiên nhẫn nói. Chắc là do trước đây tôi không thắng được tập đoàn Hướng Thị nên có người muốn trả thù. Từ Ngạo Tuyết tỉnh bơ trả lời. Người giết cô là người của Tiết Gia ở Ma Đô, hắn tên là Tiết Cương, là một tên chuyên giúp Tiết Gia xử lý những chuyện bẩn thỉu, cô cùng Tiết Gia không có quan hệ tài chính gì. Tại sao lại như vậy? Cô đã nói dối tôi. Tề Đẳng Nhàn nói, với vẻ bực bội, vươn tay ấn vào ngực Từ Ngạo Tuyết. Khuôn mặt của Từ Ngạo Tuyết tái nhợt vì đau. Và trong cổ họng cô ta phát ra những tiếng rên rỉ. Không nói thật sao, vậy thì đừng trách tôi. Tề Đẳng Nhàn dùng sức ấn ngón tay cắm sâu vào vết thương của cô ta, khiến cô ta đau chết đi được. Tuy nhiên, Từ Ngạo Tuyết vẫn nghiến răng nói, chuyện này không liên quan gì đến anh, nếu muốn biết thì hãy tự mình điều tra. Tề Đẳng Nhàn tặc lưỡi, không hài lòng nói, nếu sớm biết, tôi đã để cô chết dưới tay tên kia rồi. Tôi thấy cô bây giờ vẫn còn cứng miệng. Ồ, tôi sai rồi, nếu biến thành thi thể, sẽ rất cứng ngắc. Từ Ngạo Tuyết tức giận trừng mắt nhìn Tề Đẳng Nhàn, hận không thể xé nát hắn. Tề Đẳng Nhàn đứng dậy, nói cô đã tỉnh rồi à, vậy ở lại để dưỡng thương đi. Nói xong lời này, hắn chuẩn bị rời đi. Từ Ngạo Tuyết nắm chặt tay vịn lên giường muốn đứng dậy, kết quả lại phát hiện bụng mình vô cùng đau nhức, suýt nữa làm cô ta ngất đi. Tôi khuyên cô tốt nhất vẫn nên ở lại thương đi, đừng chạy lung tung, nếu không, cô có chết cũng không ai thèm quan tâm đến cô đâu. Huống chi, người Tiết gia đã thất bại, không chừng họ sẽ nghĩ biện pháp một lần nữa. Cô ở lại bệnh viện sẽ an toàn hơn, nếu như chạy ra ngoài, tôi sẽ mặc kệ cô. Tề Đẳng Nhàn quay đầu lại, châm chọc nói, sau đó hắn đi ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa phòng lại. Từ Ngạo Tuyết tức giận không chút sức lực ở trên giường bệnh, cười tự giễu nói, thật không ngờ, người cứu mạng chó của mình, lại là tên khốn kiếp này, thật đúng là oan gia. Lần này ngoài ý muốn,
làm cho cô ta chỉ có thể tạm thời ở trong bệnh viện để phục hồi vết thương, trước khi vết thương lành, không thể nghĩ tới chuyện xuất viện. Tề Đẳng Nhàn vừa mới trở lại công ty ngồi xuống, Dương Quan Quan liền đi vào nói cho hắn biết là Lâm Trạch Hoa tới. Lâm Trạch Hoa lần này tới, đương nhiên là tới cúi đầu nhận sai. Nếu sự hợp tác giữa Dược phẩm Thiên Lai và Khoa Công nghệ Sinh học Phương Bắc không được thuận lợi, Bộ trưởng Tống sẽ không để ông ta đi, có lẽ chức chủ tịch này cô ta sẽ không thể tiếp tục đảm nhận nữa. Xin chào, Lâm Tổng cư nhiên đích thân tới cửa, không phải nói không muốn hợp tác với chúng tôi sao? Sao còn chạy đến công ty chúng tôi làm gì? Tề Đẳng Nhàn ngồi trên ghế chủ tịch, nói móc hỏi. Lâm Trạch Hoa sắc mặt tỏ ra khó chịu, ông ta thật sự không muốn nhìn Tề Đẳng Nhàn khiến cho mình mất mặt, nhưng không đến không được, không giải quyết được chuyện hợp tác, cuộc đời ông ta coi như kết thúc. Lâm Trạch Hoa nói, Tề tiên sinh, cậu cũng đừng nói móc tôi, đều là lỗi của tôi, mong cậu cho tôi một cơ hội sửa đổi cũng như cơ hội để tôi sửa đổi bản thân. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi nào dám nói móc Lâm Tổng cao quý, công nghệ sinh học Phương Bắc của các người giỏi như vậy. Ông không để một công ty nhỏ bé như Dược phẩm Thiên Lai để vào mắt, đó không phải chuyện đương nhiên sao? Khóe miệng Lâm Trạch Hoa giật giật dữ dội, cũng chỉ có thể nhẫn nại liên tục xin lỗi Tề Đẳng Nhàn. Cơn giận của Tề Đẳng Nhàn có lẽ đã biến mất, hắn nói tại sao tôi phải nghe lời ông? Lúc trước, ông chính là người cự tuyệt, không nể mặt tôi. Lâm Trạch Hoa nói, tôi biết Tề tiên sinh và Từ Tổng có nhiều vướng mắc với nhau, hơn nữa. Từ Tổng còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tôi biết một chút tin tức về chuyện này, không biết có thể hợp tác cùng Tề Tổng được hay không. Tề Đẳng Nhàn cười cười, nói, ông nói cho tôi nghe một chút, tôi có thể cân nhắc chuyện hợp tác. Lâm Trạch Hoa nói, người muốn giết Từ Tổng là người của Tiết gia ở Ma Đô, Tiết gia này là một trong tam đại gia tộc ở Ma Đô. Những thứ này tôi đều biết, nhưng tại sao bọn họ lại phái giết Từ Ngạo Tuyết? Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt hỏi. Người ta nói rằng Từ Tổng muốn đính hôn cùng Dương đại thiếu gia Dương Tĩnh, Tiết gia cùng Dương gia không bao giờ đối phó với nhau, nếu Từ gia và Dương gia kết thông gia với nhau, điều đó sẽ rất bất lợi cho Tiết gia. Tề Đẳng Nhàn nghe xong không khỏi kinh ngạc, nói, ồ, Dương Tĩnh là người như thế nào mà có tư cách đính hôn với Từ Ngạo Tuyết? Lâm Trạch Hoa nói, Dương Tĩnh này có chút năng lực, sau khi nhập ngũ đã cống hiến không ít, được một số ông chủ lớn ưu ái. Sau đó gia nhập vào chính trị. Hiện tại, cậu ta là một điều tra viên cao cấp của chính trị, còn có quân hàm thượng tá. Những người có thể bước vào bộ chính trị quân đội Hoa Quốc để làm việc, đều là những người rất có quyền lực. Dương Tĩnh có thể làm việc ở phòng chính trị, hơn nữa còn được phong quân hàm thượng tá, cũng thật lợi hại. Dù sao, cũng không phải ai cũng có thể may mắn giống như Tề Đẳng Nhàn, được người có cấp bậc cao cấp nhất của quân đội Phó Phong Vân nhìn chúng. Trực tiếp trao tặng quân hàm chuẩn tướng. Ồ, thì ra là thế này. Đơn giản mà nói, Từ Ngạo Tuyết chuẩn bị cùng Dương gia ở Ma Đô kết nối quan hệ thân thiết, sau đó Tiết gia sẽ cảm thấy rằng điều này sẽ là một nỗi uy hiếp với họ. Vì vậy, đã chuẩn bị người, trực tiếp muốn giết Từ Ngạo Tuyết, mà không cần phải lo lắng vì những mối đe dọa này. Tề Đẳng Nhàn tỉnh ngộ lại, trầm ngâm nói. Lâm Trạch Hoa nói, chuyện này nói chung là như vậy. Tề Đẳng Nhàn cũng không tiếp tục làm khó Lâm Trạch Hoa nữa, trực tiếp bảo Dương Quan Quan đi chuẩn bị hợp đồng hợp tác, sau đó ký với Lâm Trạch Hoa. Hắn đã chia sẻ công thức và công nghệ của hai loại thuốc này cho công nghệ sinh học Phương Bắc, trong khi đó công nghệ sinh học Phương Bắc sẽ lại chia sẻ các loại thuốc tiêm mới với dược phẩm Thiên Lai. Làm theo cách này, đôi bên sẽ cùng có lợi. Sau khi dược phẩm Thiên Lai có được dung dịch tiêm mới từ công nghệ sinh học Phương Bắc, nó càng ngày có nhiều lá bài để chơi, không phải lo lắng về việc không có cửa ra. Không bao lâu sau, những bệnh viện hạng ba kia nhận được tin tức rất có thể đến dược phẩm Thiên Lai khóc lóc cầu xin, muốn được ký hợp đồng cung cấp. Đến lúc đó, hắn có thể trả đũa, trực tiếp làm cho việc làm ăn của dược phẩm Thượng Thiện rơi xuống vực sâu. Được, cảm ơn Tề tiên sinh. Sau khi ký hợp đồng, Lâm Trạch Hoa thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tổng đi thong thả, không tiễn, Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói. Lâm Trạch Hoa cười khổ rời đi, bản thân cảm giác như mình không có chút năng lực, cảm thấy thua thiệt để trở về nhà. Về sau, sợ khi gặp mặt Tề Đẳng Nhàn, bản thân tự cảm thấy thấp kém hơn hắn.
Thì ra là có chuyện như vậy, khó trách Tiết gia phái người tới giết Từ Ngạo Tuyết. Tề Đẳng Nhàn trầm ngâm, cười cười nói. Cũng không sao, dù sao hắn đến lúc đó cũng phải đến Ma Đô một chuyến, vừa hay có thể tham gia chung vui. Lý Vân Uyển đi vào trong phòng làm việc, nhìn Tề Đẳng Nhàn cười nói, hiện tại, có thể nói là chúng ta đã giải quyết được chướng ngại đúng không? Không gì có thể ngăn cản bước tiến của dược phẩm thiên lai. Tề Đẳng Nhàn gật đầu, nói, mấy ngày nay em cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng quá mệt mỏi. Lý Vân Uyển nói, em muốn được đảm nhận những công việc khó khăn như này nhiều hơn nữa, gần đây em đã bắt đầu cố gắng tìm hiểu tin tức bên nước Mỹ, sau khi có đủ thông tin, em sẽ cố gắng tiếp quản. Em chỉ có thể làm điều đó một cách bí mật khi đảm nhận công việc ở nước Mỹ, em phải tạo ra một con rối, để không ai có thể phát hiện ra bố cục của chúng ta. Vâng, Lý Vân Uyển thận trọng gật đầu, ngón tay vô ý làm cây bút máy trên mặt bàn rơi xuống đất. Vì thế, cô ta nhẹ nhàng đưa tay phải ra sau mông, đè váy, chậm rãi quỳ gối ngồi xổm xuống nhặt lên. Tề Đẳng Nhàn nhìn thẳng mắt vào mắt cô ta, nữ nhân này thật sự là càng ngày càng yêu nghiệt, càng ngày càng lớn mật, khí chất cũng càng ngày càng thành thục quyến rũ, một động tác ngồi xổm xuống, cũng có thể quyến rũ như vậy, đáng chết. Lý Vân Uyển như nhớ ra cái gì, liền nói, bút Parker em tặng anh đâu? Sao không thấy anh dùng? Tề Đẳng Nhàn nói, không nỡ dùng, dù sao cũng là một món quà quý giá, anh phải cất kỹ, chỉ thỉnh thoảng lấy ra dùng. Lúc hắn nói lời này, sắc mặt không chút thay đổi, hắn đã sớm đưa bút Parker cho Kiều Thu Mộng làm quà. Sau đó, Kiều Thu Mộng tặng bùa may mắn cho hắn, lại bảo hắn đưa cho Dương Quan Quan. Hành động này rất lẳng lơ, và câu trả lời cho câu hỏi của Lý Vân Uyển lúc này, càng lộ rõ bản chất của một tên cha nam. Hôm nay phải trở về sao? Ngón tay Tề Đẳng Nhàn bất chi bất giác đặt ở phía sau Lý Vân Uyển, dọc theo đường cong mê người kia vuốt ve lên xuống, vuốt qua vuốt lại. Lý Vân Uyển gần đây rất bận rộn, có đôi khi không về ngủ, điều này làm cho Tề Đẳng Nhàn phải ở một mình trong phòng trống, khiến hắn rất bực bội. Lý Vân Uyển lập tức quay đầu lại, mỉm cười, nói, xin lỗi anh, lát nữa em phải đến Đế Đô đi công tác, không có thời gian ở bên anh rồi. Tề Đẳng Nhàn trợn tròn hai mắt, nói em đừng có mà vì sự nghiệp mà bỏ lỡ những năm tháng thanh xuân tuyệt đẹp này, tận hưởng niềm vui trước mắt mới là chân lý. Lý Vân Uyển lại nói, trẻ không cố gắng, về già luyến tiếc. Em không muốn bị sự nghiệp càng ngày càng lớn của anh bỏ lại phía sau, nỗ lực mới là đạo lý đúng đắn nhất. Tề Đẳng Nhàn bị tư thế ngồi xổm kia của cô ấy trêu chọc, đến mức trong lòng thấp thỏm không yên, tần suất di chuyển ngón tay càng lúc càng nhanh. Không thể để ngày mai hắn đi sao? Đại sự cũng giải quyết xong rồi, em cũng nên dừng lại nghỉ ngơi chút. Vừa nói, ngón tay vừa chọc một cái, sau đó lập tức bị đẩy ra. Em sẽ nghỉ ngơi, nhưng chắc chắn không phải lúc này trong giây phút em đang liều mạng nỗ lực. Lý Vân Uyển nắm tay Tề Đẳng Nhàn, có chút bất đắc dĩ cười nói. Tất cả mọi người đều đang nỗ lực, nếu em dừng lại nghỉ ngơi, nói không chừng, không cẩn thận sẽ bị bỏ xa. Vậy nên, phiền anh không làm lỡ sự nghiệp của em. Tề Đẳng Nhàn nghe vậy liền đảo mắt, nói trông anh giống như oán phụ, còn em giống như một nam nhi ở bên ngoài liều mạng dốc sức vậy, mẹ kiếp. Lý Vân Uyển bị những lời này chọc cười, nói, được rồi, anh đưa em ra sân bay đi. Tề Đẳng Nhàn không còn sự lựa chọn, chỉ có thể lái xe đưa Lý Vân Uyển đến sân bay. Chuyến công tác này của cô ấy, dự kiến sẽ mất mấy ngày, không còn cách nào, muốn làm ăn lớn chính là như thế này, lúc nào cũng sẽ trong trạng thái bận rộn. Hắn có thể để Lý Vân Uyển dừng lại nghỉ ngơi, nhưng Lý Vân Uyển không muốn dừng lại, hắn rất tôn trọng quyết định của cô ấy. Đợi đến khi em xong việc lần này, sẽ lại ở bên anh. Lúc đó anh muốn em mặc đồ gì? Tùy ý anh quyết. Lý Vân Uyển trước khi vào sân bay, ôm Tề Đẳng Nhàn, bên tai anh ấy mà nói những lời ái muội. Trong lời nói kia, Tề Đẳng Nhàn cảm giác vành tai mình như bị bao trùm bởi sự ngọt ngào ướt át, làm cho nội tâm hắn càng thêm dạo dực. Đáng tiếc Từ Ngạo Tuyết bị thương không nhẹ, Tề Đẳng Nhàn sau khi đưa Lý Vân Uyển lên máy bay, trong thâm tâm xuất hiện một suy nghĩ cặn bã. Tề Đẳng Nhàn đang định quay về thì nhận được điện thoại của Mã Hồng Tuấn. Tề Tổng, cậu rảnh không, qua đây uống vài ly. Mã Hồng Tuấn nói,
năm nay giá nguyên vật liệu tăng, cậu qua đây chúng ta bàn chuyện làm ăn chút. Không hứng thú, ông tìm cấp dưới của tôi bàn là được. Tề Đẳng Nhàn thờ ơ nói. Mã Hồng Tuấn lập tức đáp lại, hai chị em Lai ở xứ tuyết đó rất nhớ cậu, hôm nay tôi dẫn họ ra ngoài, đang ở trong quán bar của Diệp Phong. Tề Đẳng Nhàn ho lên một tiếng, nói a, tôi thực sự không muốn uống rượu, có điều, nếu Mã Tổng đã muốn cùng tôi bàn chuyện làm ăn, vậy nói một chút cũng tốt. Mã Hồng Tuấn lại một lần nữa nghe được lý do thoái thác này, không khỏi buồn cười, vội vàng nói, được được được, Tề Tổng cậu đang ở đâu, tôi phái người tới đón cậu. Tề Đẳng Nhàn vừa dừng xe lại, liền thấy đám người của Mã Hồng Tuấn đứng ở cửa nghênh đón, hai em gái Lai Tuyết Quốc cũng ở đây, một người ngực lớn, một người chân dài, quả thực bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo. Tề Tổng, chúc ngài năm mới vui vẻ. Hai em gái Tuyết Quốc lập tức đến đỡ cửa xe cho Tề Đẳng Nhàn. Chờ hắn vừa đứng vững, liền trực tiếp một trái một phải ôm lấy hai tay hắn. Mã Hồng Tuấn nói, Tề Tổng tới rồi, cậu đến rồi, mời vào trong. Tề Đẳng Nhàn nói, vốn tôi không muốn tới, nhưng nghĩ đến làm ăn không dễ, mọi người cũng là bạn bè với nhau, nên tôi liền tới. Trương Nhu ở một bên nhìn Tề Đẳng Nhàn bị hai em gái Tuyết Quốc đánh hai phía như vậy, không khỏi cười nhạo một tiếng, nói, mặt người giả thú, nói ra chỉ toàn là những lời giả tạo. Tiểu Nhu em nói cái gì vậy? Chú ý lời nói, Trương Tĩnh hoảng sợ, đen mặt nói. Không sao, không sao, tôi đã quen rồi, Trương Nhu tính tình thẳng thắn, tôi rất thích cô ấy như thế. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên cười nói. Trương Nhu sửng sốt. Nói, ai cần anh thích, tôi mới không thích. Tề Đẳng Nhàn cười cười đi vào quán bar, lười biếng dây dưa với Trương Nhu. Mã Hồng Tuấn nói ông ta muốn bàn chuyện làm ăn, nhưng thực chất ông ta chỉ muốn tạo quan hệ với ông chủ lớn trong giới như Tề Đẳng Nhàn, còn dùng mỹ nhân kế mua chuộc hắn. Sau khi uống vài chai, Mã Hồng Tuấn lúc này mới cười nói, Tề Tổng, kỳ thật, tôi muốn nhờ cậu giúp một số chuyện. Tề Đẳng Nhàn nói, có chuyện gì? Ông nói tôi nghe thử xem. Mã Hồng Tuấn nói, chức phó đà chủ tôi đã làm rất lâu rồi, chậc, tôi cũng muốn đảm nhiệm một số vị trí khác. Tề Đẳng Nhàn nói, chuyện này tôi không muốn động vào, ông muốn tranh chức với Từ đà chủ, tôi không muốn xen vào, tôi cũng sợ lại mang thêm phiền toái. Mã Hồng Tuấn lập tức thất vọng vô cùng, thở dài, tôi chỉ là tùy tiện nói thôi, Tề Tổng không muốn giúp, vậy cũng không sao. Sẽ không ảnh hưởng đến tình hữu nghị giữa hai chúng ta thôi thôi, chúng ta uống tiếp đi. Đến giờ Tề Đẳng Nhàn mới biết tên hai em gái Lai đã uống với mình hai ba lần kia là gì. Người cao gầy đứng bên trái là Irena Zinva, còn người có bộ ngực lớn đứng bên phải là Duy Kim Na. Trong tên đều có chữ Kim, điều này khiến Tề Đẳng Nhàn cảm thấy rất may mắn, chứng minh năm nay hắn hơn phân nửa sẽ lại phát tài. Tề Tổng. Tên của hai em gái này đều có chữ Kim, hôm nay để họ đi theo cậu, năm nay cậu nhất định sẽ phát tài phát lộc sớm. Mã Hồng Tuấn điên cuồng cười ám chỉ. Tề Đẳng Nhàn đương nhiên không ngốc, hắn ra ngoài chơi vốn là gặp dịp thì chơi, nếu thực sự xảy ra chuyện gì đó với hai cô gái ngoại lai này, đó chẳng phải là đang dùng người của Mã Hồng Tuấn sao? Đến lúc đó, bản thân muốn cự tuyệt ông ta, e rằng không dễ. Ha ha ha. Hôm nay tôi ra ngoài chủ yếu là cùng ông bàn chuyện làm ăn, mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt khác, tạm thời tôi không có hứng thú. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói. Mã Hồng Tuấn lập tức trợn tròn hai mắt, lúc hắn nói lời này, tay đặt trên đùi người ta cũng bỏ ra, ngược lại còn có vài phần đáng tin cậy. Lúc này, trong quán bar xuất hiện một người quen bước vào. Người đến không ai khác chính là Từ An, giám đốc của chi nhánh Long Môn tại Đông Hải. Bên cạnh Từ An có một anh chàng trông giống người nước ngoài, hai người bước vào quán ba nói cười rôm rả. Sao ông ta lại đến đây chứ? Mã Hồng Tuấn sau khi nhìn thấy Từ An, đầu óc đều mơ hồ, có chút kinh ngạc. Sau khi Irena Zinva nhìn thấy người nước ngoài bên cạnh Từ An, thân thể khẽ run rẩy, lặng lẽ cúi đầu xuống, giả bộ đưa tay rót rượu. Thực ra mấy ly rượu trên tay đều đã đầy. Ngược lại Duy Kim Na không có bất cứ phản ứng gì, cô ta chỉ liếc nhìn thêm hai lần, rồi quay đầu lại. Tay Irena Zinva vừa mới đụng phải chén rượu,
liền bị Tề Đẳng Nhàn nắm lấy, sau đó, cô vừa ngẩng đầu, đã va phải ánh mắt của Tề Đẳng Nhàn. Sao cô lại căng thẳng như vậy? Cô Irena, Tề Đẳng Nhàn cười hỏi. Không sao, có lẽ là lâu không gặp cậu, cho nên tôi mới vui mừng quá mức. Irena Zinva tỏ vẻ vô sự đáp lời, ngón tay thon dài ngược lại đưa tới, nắm lấy bàn tay to lớn của Tề Đẳng Nhàn. Sau đó, móng tay sắc nhọn của cô ấy cào nhẹ vào lòng bàn tay nhàn nhã của Tề Đẳng Nhàn, mang theo một hàm ý sâu xa. Tề Đẳng Nhàn cười thầm, Irena Zinva này thực sự là một bậc thầy trong việc câu dẫn đàn ông, bất kỳ động tác nào cũng phô bày được sự quyến rũ của bản thân, so hơn Duy Kim Na cô quả thực còn cao tay hơn một bậc. Đây là thiên phú hay đã qua huấn luyện đặc biệt đây? Tề Đẳng Nhàn sau khi so sánh hai người họ một chút, trong lòng có chút tò mò. Người ngoại quốc và Từ An cùng xuất hiện trong quán bar này rõ ràng đã khiến cảm xúc của Irena Zinva thay đổi dữ dội. Người khác không cảm nhận được nhưng Tề Đẳng Nhàn lại thấy rất rõ. Sau khi Từ An cùng người ngoại quốc vào quán bar ngồi, họ gọi loại rượu ngon nhất trong quán lên chiêu đãi rồi chuyện trò vui vẻ. Nếu so với Irena Zinva thì khả năng mê hoặc đàn ông của Duy Kim Na tương đối thấp, cô ta chỉ biết lợi dụng ưu thế trời cho của mình để cọ vào cánh tay của Tề Đẳng Nhàn. Từng cái nhíu mày và nụ cười của Irena Zinva đều mang phong cách gợi mở rõ ràng nhưng cô ta không học được gì cả, giống như một sinh viên đại học đơn thuần vậy. Tề tiên sinh, chúng ta đi thôi, tôi nghĩ tối nay khá thích hợp để làm nhiều chuyện yêu thích. Tay phải của Irena Zinva đặt lên đùi Tề Đẳng Nhàn, ngón tay thản nhiên trượt vào trong. Đừng vội, tôi vẫn chưa uống đủ với tổng giám đốc Mã mà. Tề Đẳng Nhàn cười cười đè tay cô xuống. Để cho một người phụ nữ chuyên quyến rũ đàn ông sờ soạng mình như vậy, chẳng ai có thể nhịn được cơn giận này. Duy Kim Na cười nói, anh Tề, chẳng lẽ anh nghi ngờ chúng tôi không sạch sẽ hay sao? Tôi và Zinva đều chưa từng bị bất kỳ người đàn ông nào chạm vào. Trong lúc nói chuyện, cô ta suýt chút nữa thì dán môi lên mặt Tề Đẳng Nhàn. So với Irena Zinva, Tề Đẳng Nhàn có thể cảm nhận rõ hơn ở Duy Kim Na chỉ đơn giản là muốn vê vãn tìm một người làm chỗ dựa. Nhưng Irena Zinva dường như chỉ muốn rời khỏi quán bar này ngay lập tức để không gặp phải người ngoại quốc vừa nãy. Từ An xuất hiện ở đây khiến Mã Hồng Tuấn cảm thấy bồn chồn, đứng ngồi không yên, không biết từ đà chủ này lại tính dở cho gì, liệu có phải hắn ta đã chuẩn bị âm mưu gì đó để chống lại ông ta hay không? Đúng lúc này, Từ An cầm ly rượu bước tới. Từ đà chủ, sao hôm nay ngài lại tới đây uống rượu vậy? Mã Hồng Tuấn đứng dậy nghênh đón cười hỏi. Từ An không để ý tới ông ta mà quay sang nói với Tề Đẳng Nhàn, Tổng Giám Đốc Tề, khách sạn của chúng tôi đã sửa sang lại xong xuôi, ngài có thể kêu người tới đập phá bất cứ lúc nào cũng được. Tề Đẳng Nhàn sửng sốt. Lúc đó, hắn xảy ra mâu thuẫn với Từ An trong khách sạn Anxiansia, Từ An nhất quyết tống tiền hắn 5 triệu. Kết quả khách sạn lập tức bị Tề Đẳng Nhàn gọi đại đội tiên phong của sư đoàn 81 đến đập phá. Hơn nữa, Tề Đẳng Nhàn cũng nói, nếu khách sạn này muốn mở cửa thì phải thành thật sửa sang lại rồi chờ hắn đến đập phá lần nữa. Hắn suýt thì quên mất chuyện này, không ngờ Từ An lại ở trước mặt hắn chủ động nhắc tới chuyện đó. Ông ta bị chập mạch não à? Tề Đẳng Nhàn nhìn kỹ một lượt từ trên xuống dưới Từ An rồi nói. Nếu từ đà chủ đã có lòng thì mấy ngày nữa tôi sẽ thu xếp. Mã Hồng Tuấn cũng không rõ Từ An bán loại thuốc gì trong cửa hàng nên trong lòng sinh ra nghi ngờ. Đợi khi Từ An rời đi thì Mã Hồng Tuấn mới nói, Tổng Giám Đốc Tề, cậu cẩn thận kẻo bị lừa, tên Từ An này là một kẻ rất xảo trá. Tề Đẳng Nhàn khẽ gật đầu nói, ông ta chắc chắn đang kìm chế tìm cách để hạ nhục tôi, tên này chắc chắn là đang tính kế hãm hại. Lúc này, người ngoại quốc ngồi cạnh Từ An quay đầu nhìn thấy Duy Kim Na và Irena Zinva đang ngồi bên cạnh Tề Đẳng Nhàn thì hơi nheo mắt lại. Mặc dù Irena Zinva đã cúi thấp đầu nhưng vẫn bị hắn nhìn thấy. Người ngoại quốc cạnh Từ An kia có vẻ như có xuất thân gì đó khiến Irena Zinva rất sợ hắn ta. Tề Đẳng Nhàn trầm tư suy nghĩ nhưng sắc mặt vẫn giữ bình tĩnh. Duy Kim Na cũng giống những người khác chỉ luôn tìm Tề Đẳng Nhàn uống rượu. Xuất thân của cô ta có lẽ cũng không rắc rối như Irena Zinva. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy Từ An cố ý giễu võ dương oai dẫn một người ngoại quốc đến đây uống rượu rất mờ ám,
thêm vào đó thấy được Irena Zinva lại sợ hắn ta như vậy thì trong lòng hắn có vài suy nghĩ. Uống cũng nhiều rồi, đi thôi. Tề Đẳng Nhàn uống cạn ly rượu cuối rồi đứng dậy. Duy Kim Na và Irena Zinva cũng vội vàng đứng dậy, Tề Đẳng Nhàn liếc nhìn hai người họ nhưng không nói bất kỳ lời nào cả. Mã Hồng Tuấn vui vẻ khi đạt được mục đích cười nói, có cần tôi kêu người tới tiễn không tổng giám đốc Tề? Tề Đẳng Nhàn nói, không cần, uống nhiều rồi đi dạo chút cũng tốt. Vừa nói hắn vừa khoác tay ôm hai cô gái ra khỏi quán bar. Trương Nhu nhìn thấy được cảnh này thì tức giận không thôi, xì một tiếng, tên biến thái này vẫn là giấu đầu lòi đuôi, hắn ta nhịn lâu như vậy, giả vờ làm người có nhân cách cao thượng, bây giờ cũng không thể giả vờ tiếp nữa rồi. Trương Tĩnh dở khóc dở cười nói, Tiểu Nhu, em đừng nói lung tung nữa được không, em không muốn yên ổn nữa à? Trương Nhu khó chịu nói, em chỉ đang nói sự thật thôi. Em cũng không sợ bị hắn ta nghe thấy. Trương Tĩnh bất lực xoa đầu Trương Nhu, cô bé này có lẽ đã bị Tề Đẳng Nhàn từ chối trao đổi thông tin liên lạc nhiều lần làm cho tức giận đây mà. Lạnh quá, từ trong quán bà ấm áp đi ra, Duy Kim Na không nhịn được mà run lên cầm cập, vội vàng quấn chặt áo khoác lên mình. Cô ta và Irena Zinva đều mặc váy ngắn áo ba lỗ trong quán ba, trông rất mát mẻ, như này ra ngoài có thể không lạnh được sao? Tề Đẳng Nhàn nói, không phải các cô lớn lên ở Tuyết Quốc sao, so với Hoa Quốc thì ở đó lạnh hơn nhiều mà lại không thích ứng được à? Duy Kim Na nói, ở Tuyết Quốc hanh khô, bên Trung Hải thì âm u lạnh lẽo, gió thổi qua như thẩm thấu vào xương tủy, lạnh chết mất. Irena Zinva cười nói, mau đi thôi, tìm một chỗ nào đó ấm áp chút. Tề Đẳng Nhàn vừa đi vừa quay đầu nói chuyện với Irena Zinva, Zinva, hình như cô có quen người ngoại quốc đi cùng từ đà chủ lúc nãy đúng không? Hơn nữa còn có vẻ rất sợ hắn ta. Duy Kim Na tò mò, ai cơ, là cái người gầy gầy đó sao? Irena Zinva không khỏi giật mình rồi cười gượng gạo, làm sao có thể chứ? Tôi hoàn toàn không quen biết hắn ta. Tề Đẳng Nhàn nhún vai, nói, không nói thì thôi vậy, dù sao tôi cũng không quan tâm. Irena Zinva nói, đúng vậy, bây giờ không phải lúc nói những chuyện này, chi bằng nói chuyện nào khác tốt hơn đi. Nhóm ba người họ đi không xa thì trên đường xuất hiện hai người đàn ông ngoại quốc trực tiếp chặn đường. Hô hấp của Irena Zinva như ngưng lại, quả nhiên chuyện mà cô sợ nhất vẫn cứ xảy ra. Vừa nãy Chekhov thực sự đã nhìn thấy tôi rồi, cơ thể Irena Zinva khẽ run lên, trong lòng đầy sợ hãi. Tề Đẳng Nhàn dừng lại, cười nói, hai người bạn ngoại quốc có cần tôi giúp gì không? Cô ở lại đây, những kẻ khác cút đi. Một người ngoại quốc to lớn chỉ vào Irena Zinva lạnh lùng nói. Duy Kim Na sợ tới mức toàn thân run rẩy, hai người này sát khí thật đáng sợ, khi họ nhìn nhau, cảm giác tay chân như lạnh cóng lại. Dùng cả mình. Ồ, hóa ra các bạn chỉ muốn Zinva thôi à? Vậy cứ tự nhiên, Tề Đẳng Nhàn ngáp và thản nhiên nói. Irena Zinva vội vã nói, Tổng Giám Đốc Tề, cứu tôi, xin anh cứu tôi với. Tề Đẳng Nhàn nói, cái gì cô cũng không muốn nói cho tôi thì tại sao tôi phải cứu cô? Chỉ vì trông cô đẹp hay vì chân cô dài thôi sao? Khi nói lời này, hắn đã sẵn sàng lập tức đưa Duy Kim Na rời đi. Sắc mặt Irena Zinva tái nhợt vì sợ hãi, cô nói, Tổng Giám Đốc Tề, tôi là người được trại nhạn đào tạo, xin hãy cứu tôi rồi tôi sẽ nói cho anh biết tất cả mọi chuyện. Gã vừa nãy là ai? Tề Đẳng Nhàn dừng chân lại, quay đầu lại hỏi. Hắn ta là Chekhov, người của KGB, còn là con trai của Soskov. Irena Zinva hoàn toàn tuyệt vọng, cô biết rằng nếu mình không nói rõ với Tề Đẳng Nhàn, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay cứu mình. Cô vội vàng đem hết mọi chuyện ra kể cho Tề Đẳng Nhàn ngay lập tức. Tề Đẳng Nhàn vỗ vỗ Duy Kim Na, khiến cô gái luống cuống tay chân này đứng sang một bên sau đó cười và nói, cô sớm nói cho tôi không phải được rồi sao? Khuôn mặt Irena Zinva đầy khổ sở, sao cô lường trước được việc đã chạy đến Hoa Quốc rồi vẫn có thể chạm mặt Chekhov? Hai người đàn ông ngoại quốc kia rõ ràng nghe không hiểu tiếng Hoa, nhìn Tề Đẳng Nhàn và Irena Zinva trò chuyện rôm rả. Họ không khỏi mất kiên nhẫn. Còn dám nhiều lời là tao giết cả mày luôn đấy. Một người lạnh giọng nói với Tề Đẳng Nhàn. Ấy ấy ấy, xin lỗi,
tôi lập tức giết các anh đây. Tề Đẳng Nhàn ngoài cười nhưng trong không cười, hắn xoay người nói với hắn ta. Mày nói cái gì? Hai người nghe những lời này đều không khỏi sửng sốt, trong mắt họ lộ ra một tia lạnh lẽo. Lời còn chưa dứt, hai người đã nhất trí sẽ cùng nhau ra tay, một người lao về phía Irena Zinva, người còn lại lao vào Tề Đẳng Nhàn. Irena Zinva đến từ trại nhạn, nhưng trại nhạn không đào tạo kỹ năng chiến đấu cho họ, chỉ dạy họ cách quyến rũ đàn ông và lấy trộm tình báo. Vậy nên cô chỉ có thể chờ chết. Khi nhìn thấy gã đàn ông to lớn của Tuyết Quốc lao đến, Tề Đẳng Nhàn tiến về phía trước, hắn sải bước và bắt lấy người trước mặt sau đó giơ tay đánh một đòn thẳng xuống bả vai. Gã đàn ông Tuyết Quốc to lớn cảm thấy như trên vai hắn ta gánh một ngọn núi nặng nề, ngay sau đó một tiếng rắc vang lên. Toàn bộ bả vai hắn ta sụp xuống, cơ thể cũng lảo đảo ngã xuống đất. Nhìn kỹ lại, bả vai hắn ta đã chật khớp, bị một đòn của Tề Đẳng Nhàn làm gãy mất. Về người còn lại đang lao về phía Irena Zinva, gã đang định ra tay bỗng nhiên có cảm giác thắt lưng của mình mang theo một luồng lực. Gã biết thắt lưng của gã bị ai đó nắm lấy, gã lập tức vung cánh tay lên, xoay người muốn đấm cho Tề Đẳng Nhàn sau lưng gã một cái. Nắm đấm to bằng bao cát bị bàn tay Tề Đẳng Nhàn nhẹ nhàng chặn lại giữa không trung, ngay sau đó, năm ngón tay hắn siết lại, bóp chặt lấy cánh tay gã. Răng rắc. Tiếng nứt xương vang lên rõ ràng, gã to lớn người Tuyết Quốc kêu một tiếng thảm thiết rồi ngã quỵ trên mặt đất. Tề Đẳng Nhàn híp mắt cười, thân thủ không tồi, đúng là người của KGB rồi. Irena Zinva nhìn hai gã đàn ông to lớn bị Tề Đẳng Nhàn đánh cho ngã trên mặt đất mà không khỏi khiếp sợ, trong mắt của cô như thể sắp rớt ra ngoài. Xem ra cô có không ít chuyện cũ để kể, lát nữa chúng ta vừa đi vừa nói. Tề Đẳng Nhàn nói với Irena Zinva. Biểu cảm trên khuôn mặt Irena Zinva Romanov cứng đờ, cô khẽ gật đầu, được. Bây giờ cô không có lựa chọn nào khác, cô đang lẻ loi một mình ở Hoa Quốc, không có chỗ dựa. Chỉ có Tề Đẳng Nhàn là người đáng để tin cậy. Nội tâm cô có phần tuyệt vọng, hệt như lúc trước khi cô được đưa vào trại nhạn để tiếp nhận huấn luyện, cái nhìn đối với tương lai khá mịt mờ, chỉ có thể khao khát tự do ngàn lần. Duy Kim Na không khỏi hoảng sợ mà nhìn Irena Zinva, cô ta nói, Irena Zinva, cô rốt cuộc là ai? Tề Đẳng Nhàn nói với Duy Kim Na, cô mau về nhà đi. Tôi có chút việc muốn tâm sự cùng Irena Zinva. Duy Kim Na hoảng sợ và vội nói, Tề tiên sinh, anh không cần phải đuổi tôi. Chuyện này không liên quan đến cô, yên tâm đi, cô sẽ có một tương lai không tệ. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói. Lúc này Duy Kim Na mới nhẹ nhàng mím môi gật đầu, nếu không phải thân bất do kỷ, làm gì có cô gái nào tự nguyện tìm mọi cách dùng thân thể của mình đi lấy lòng một gã đàn ông. Tề Đẳng Nhàn nghĩ một lúc sau đó đưa Irena Zinva về nhà. Lúc này Irena Zinva có vẻ tay chân luống cuống, đứng ngồi không yên. Tề Đẳng Nhàn rót cho cô một cốc cà phê nóng, sau đó ngồi xuống phía đối diện cô và nói, kể về câu chuyện cũ của cô đi, cô Zinva. Irena Zinva hỏi, có thể cho tôi một điếu thuốc không? Tề Đẳng Nhàn cười nói, tôi không thích hút thuốc nên trong nhà không có thuốc lá. Bên cạnh đó, tôi cũng không thích phụ nữ hút thuốc nên tốt nhất là cô đừng hút. Irena Zinva chỉ cười gượng, cô yên lặng nâng cốc cà phê lên và uống một ngụm sau đó nói, được rồi. Cô tốt nhất không cần nói dối tôi, nếu để tôi phát hiện cô nói dối, thì tôi sẽ trực tiếp đem cô ném ra đường. Về phần con trai của Soulscope tưởng đối cô thế nào, cùng tôi không có một cọng lông quan hệ nào cả. Tề Đẳng Nhàn đem chân trực tiếp phóng tới trên bàn trà tới. Cả người ngồi im ở trên sofa, hắn cứ như vậy nhìn Irena Zinva. Hắn chỉ là tùy ý mà ngồi, Irena Zinva lại cảm thấy cực kỳ ngột ngạt, thậm chí còn đáng sợ hơn khi đối mặt trực tiếp với lãnh đạo của cô. Tôi vừa mới đã nói cho anh, Tề tiên sinh, tôi ở trong Tuyết Quốc, xuất thân từ trại nhạn. Irena Zinva nói, anh có biết trại nhạn không? Tề Đẳng Nhàn suy nghĩ một chút. Nói tôi chỉ biết trại nhạn là tổ chức dưới trướng của KBG, nó chỉ nhận các cô gái, cho nên có cái tên như vậy. Irena Zinva nói, đúng vậy, trại nhạn chính là nơi chuyên môn bồi dưỡng các cô gái, sau đó đem những cô gái này đến một ít doanh nhân, bên người các chính khách, từ bên cạnh bọn họ đánh cắp tin tức cơ mật.
Từ nhỏ chúng tôi chịu bổ túc rất nhiều loại, âm nhạc, vũ đạo, hội họa, các loại ngành nghệ thuật đều có học qua. Thậm chí, chúng tôi nỗ lực học tập văn hóa Hoa Quốc, tôi có một người chị em đàn tranh cực kỳ hay, tôi học cờ vây. Tề Đẳng Nhàn gật đầu, nói cho nên, các cô không có học một tí gì có liên quan ám sát cùng với huấn luyện sức khỏe. Irena Jinwa nói, có huấn luyện ám sát, nhưng chỉ là một số loại đầu độc đơn giản hoặc cách gây ra cái chết ngoài ý muốn. Những cô gái như chúng tôi, sau khi bị trại nhạn phái đi, chủ yếu là ra vào giới thượng lưu, nên đương nhiên không thể rèn luyện thể chất. Nếu quá nhanh nhẹn và hoạt bát, thì sẽ có nhiều nguy cơ bị bại lộ hơn. Tề Đẳng Nhàn nói, à, vậy bản lĩnh quyến rũ đàn ông của cô học được từ nơi nào? Đúng vậy, đó là môn học quan trọng nhất. Phải biết lợi dụng sự quyến rũ của bản thân khiến cho một người đàn ông hứng thú. Irena Jinva cười gượng gạo nói. Tề Đẳng Nhàn đã nắm được đại khái về Irena Jinva, như suy tư nói, chẳng qua, điều khiến tôi quan tâm hơn là tại sao cô lại sợ Chekhov như vậy. Nhiệm vụ của cô ở Trung Quốc là gì? Irena Jinva chậm rãi nói, nếu tôi nói tôi không có nhiệm vụ nói, anh sẽ tin tưởng sao? Tề Đẳng Nhàn lắc đầu và nói, vậy thì tôi thực sự không tin, trại nhạn bỏ ra giá cao như vậy để đào tạo cho các cô những đặc vụ xuất sắc, không thể nào lại không giao nhiệm vụ cho cô. Trại nhạn này là một sự tồn tại rất đỉnh, thậm chí còn có người phụ nữ trở thành người bên gối của quan lớn nước Mỹ đánh cắp được rất nhiều tin tức quan trọng. Số tiền để bồi dưỡng được một con nhạn so với tiền bồi dưỡng được một người phi công lái máy bay chiến đấu không quá chênh lệch. Phi công là người có giá trị nhất tồn tại trong một quốc gia, thường thường để bồi dưỡng được một người phi công ưu tú cần bỏ ra tới hàng trăm nghìn nhân dân tệ, thậm chí hàng trăm triệu. Cho nên, trong khoảng thời gian xảy ra chiến tranh, phi công thường là người bị bắt có đãi ngộ tốt nhất. Quốc gia mình cũng sẽ thường thường bằng lòng trả giá rất lớn để trao đổi phi công bị bắt. Anh không tin, cũng là bình thường. Irena Jinva không khỏi cười khổ nói, rốt cuộc. Dù sao đào tạo những yến tử như các cô cũng rất tốn kém, làm sao có thể không có mục đích. Tề Đẳng Nhàn nói, cho nên, cô cần phải giải thích, xem tôi có thể tin tưởng cô hay không. Irena Jinva nói, lúc trước một vị đặc công trong yến tử gây ra một vụ bê bối, nếu anh Tề có chú ý đến tin tức quốc tế, hẳn là đã nghe qua. Tề Đẳng Nhàn nói, vụ bê bối gì? Sự kiện hồng môn, Irena Jinva hé miệng nói. Tề Đẳng Nhàn ngẩn ra, chuyện này thật ra hắn cũng có nghe nói qua một chút, dù sao cũng là một nữ chính cùng một nhân vật lớn nào đó làm ra chuyện đáng xấu hổ, cuối cùng bị lộ ra ngoài ánh sáng, làm nhân vật lớn kia bị mất mặt. Kể từ sự việc đó, cấp trên đã nghĩ đến việc giải tán yến tử. Nhưng mà, trong yến tử có không ít người nắm trong tay bí mật cấp cao. Vì thế, bọn họ đành phải diệt khẩu. Chính vì sự kiện này nên tôi đã rời khỏi Tuyết Quốc, đi tới Trung Quốc. Có rất nhiều người cũng rời khỏi Tuyết Quốc giống tôi. Irena Jinva cầm tách cà phê, chậm rãi nói. Tề Đẳng Nhàn trầm mặc. Irena Jinva cảm thấy bồn chồn, lông xinh đẹp nhẹ nhàng nhíu lại, mang theo một chút nôn nóng. Sợ là không đơn giản như vậy, Tề Đẳng Nhàn không nhịn được nở nụ cười. Chính là đơn giản như vậy, Irena Jinva thành khẩn nói. Chút trò này của cô không lừa được tôi đâu, cô có biết không, lỗ tai của loại người như tôi, có thể nghe được tiếng gió thổi lá rụng trong phạm vi trăm mét. Tề Đẳng Nhàn chậm rãi hỏi. Irena Jinva nói, thì sao? Tề Đẳng Nhàn liền nói, cho nên, tim cô đập loạn hoàn toàn không thể thoát khỏi tai tôi. Hơn nữa, lời nói của cô lại có lỗ hổng. Sắc mặt Irena Jinva tái nhợt. Tề Đẳng Nhàn đen mặt, nói cút đi. Irena Jinva hèn mọn quỳ rạp dưới mặt đất, khóc lóc kể lể nói, anh Tề, cầu xin anh đừng đuổi tôi đi, hiện tại Chekhov đã phát hiện ra tôi, nếu không có anh bảo vệ tôi sẽ chết ngoài đường mất. Tề Đẳng Nhàn ánh mắt nghiêm khắc, nói, rốt cuộc cô đang giấu giếm điều gì? Irena Jinva cúi đầu lau nước mắt, nói, tôi sẽ nói toàn bộ cho anh biết, thế nhưng, xin anh nhất định phải bảo vệ tôi. Tề Đẳng Nhàn nhìn cô gái bất lực này. Khẽ gật đầu, nói, tôi đồng ý với cô, chỉ cần cô thành thật nói cho tôi biết, tôi sẽ bảo vệ cô, sẽ không để người của Chekhov tổn thương đến cô. Irena Jinva được hắn đỡ lên, thời điểm cô gái chân dài này đứng dậy,
không quên ngẩng đầu nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, nói một tiếng cảm ơn. Tuy rằng lời cảm ơn này không bằng giọng điệu mềm mại của Ngô Nông, nhưng cũng có thể nói là vũ mị đến tận xương tủy, làm ra đầu Tề Đẳng Nhàn không tự giác mà tê dại. A, à, không hổ danh là người phụ nữ bước ra từ Yến Tử, trình độ câu dẫn đàn ông thực sự xuất sắc hơn bất kỳ kẻ nào. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ. Irena Zinva nắm tay hắn ngồi xuống, sau đó trực tiếp kéo hắn đến ngồi bên cạnh mình. Tề Đẳng Nhàn vì để cô an tâm, cũng lập tức ngồi ở bên cạnh cô, thậm chí còn rất hào phóng mà để tay lên chiếc đùi đẹp của cô. Phần lớn phụ nữ ở Tuyết Quốc đều có làn da trắng, tuy rằng Irena Zinva là con lai, nhưng cũng không ngoại lệ, sự kết hợp trắng đen này bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo. Ngoại trừ sự kiện tôi vừa mới nói, kỳ thực tôi còn nghe được tin tức đáng sợ khác, vì vậy nên bây giờ Chekhov mới muốn đẩy tôi vào chỗ chết. Irena Zinva vô cùng đáng thương nói. Tề Đẳng Nhàn gật đầu, lần này cô đã nói thật. Irena Zinva nói, trong lúc vô tình tôi nghe được hai bố con bọn họ nói chuyện với nhau, trong một cuộc chiến tranh nhằm vào thế lực khủng bố cao thần, Soskop cố ý để cho bộ đội quân khu Caucasus được thả trước. Tề Đẳng Nhàn nghe được lời này không khỏi trừng lớn hai mắt, cao thần chính là căn bệnh nan y của Tuyết Quốc, làm cho chính phủ đau đầu không thôi. Soskop là một quan chức cấp cao của Tuyết Quốc. Lại để cho quân đội ở trong tác chiến với cao thần. Cái quái gì vậy? Tề Đẳng Nhàn nói, những lời này của cô càng ngày càng thái quá. Irena Zinva nói, ngay từ đầu căn bản tôi cũng không thể tin được, rốt cuộc, cao thần vẫn luôn là thế lực thù địch của chúng tôi. Tề Đẳng Nhàn cẩn thận suy nghĩ kỹ lại, cao thần có thể trở thành bệnh nan y ở Tuyết Quốc, ngoại trừ khi trong Tuyết Quốc có đầu sỏ hô mưa gọi gió, không muốn để cho bọn họ bị tiêu diệt. Có lẽ thực sự có liên quan đến một số yếu tố chính trị phức tạp. Hắn không khỏi bưng tách cà phê lên uống một ngụm, tin tức này thật sự đáng để tiêu hóa. Vậy, tại sao Soskop lại làm như vậy? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Soskop muốn diệt trừ đầu sỏ của Tuyết Quốc, cho nên, lựa chọn tạm thời buông tha cho cao thần. Một sự thay đổi đang hình thành bên trong Tuyết Quốc, đàm phán đối đầu, nâng đỡ ủng hộ một tổng thống mà cả hai bên đều có thể chấp nhận. Mà cao thần, là di sản dành cho thế hệ tổng thống mới của Tuyết Quốc này. Đôi môi nhỏ nhắn của Irena Zinva nói ra một tin tức đủ để kinh thiên động địa, lượng tin tức trong đó, làm cho đầu óc Tề Đẳng Nhàn quay cuồng. Tề Đẳng Nhàn nói, sau đó thì sao? Irena Zinva nói, sau khi vị tổng thống này nhậm chức, sẽ không vội vàng phát sinh mâu thuẫn với đầu sỏ. Bọn họ đã vạch ra một kế hoạch rất tốt. Chờ đến khi đầu sỏ nới lỏng cảnh giác, cái bẫy do chính phủ giăng ra sẽ bùng nổ, gây ra xung đột giữa các đầu sỏ. Cuối cùng, Tổng thống sẽ thừa dịp các đầu sỏ đang đấu đá mà thu dọn quyền lực của các bộ trưởng cấp cao. Tề Đẳng Nhàn nhịn không được kêu lên, mẹ nó, thật tuyệt. Irena Zinva trực tiếp bị hắn dọa sợ. Sau đó, Tề Đẳng Nhàn trực tiếp từ trên sofa đứng lên, híp mắt cười nhạo nói. Sau khi Tổng thống mới tiêu diệt thế lực của cao thần, uy tín trong nước của ông ta sẽ được đẩy lên một tầm cao chưa từng có. Nhân dân sẽ chú ý đến hành động vĩ đại này của ông ta. Nước có thể chở thuyền, cũng có thể làm lật thuyền. Khi dư luận lên đến đỉnh điểm, giới đầu sỏ gần như kiệt quệ, và người dân thì mệt mỏi vì bị đầu sỏ kiểm soát phí tiền. Thì thời cơ ra tay của vị Tổng thống này cũng đã đến. Dựa vào chiến công vô song trong một lần tiêu diệt quyền lực của cao thần, chắc chắn mọi người sẽ làm theo. Những kẻ đầu sỏ đó sẽ đứng về phía đối lập với người dân cả nước. Ngay cả khi thực sự giàu có ngập trời, cũng khó có thể lật ngược thế cờ. Nếu tôi không đoán sai, người đầu tiên chết phải là Gusinski, cựu thống đốc ngân hàng trung ương Tuyết Quốc, phải không? Đôi mắt của Irena Zinva dần dần trợn to, cô không ngờ tới rằng, Tề Đẳng Nhàn nói được tất cả những gì cô muốn nói, thông qua phân tích của chính mình, hắn đã đoán được ra. Sau khi Irena Zinva sửng sốt một lúc lâu, gật đầu, nói, đúng vậy, đúng như những gì anh đoán, người đầu tiên chết, sẽ là ngài Gusinski. Tề Đẳng Nhàn lại ngồi xuống, cẩn thận nhìn Irena Zinva, nói, khó trách Chekhov nhất định muốn cô chết. Thật ra, hắn cũng không biết tôi nghe được nội dung này. Ngày đó, tôi không cẩn thận chạm vào một phần văn kiện, thậm chí còn không kịp xem, đã bị hắn lấy mất.
Tôi cảm giác được ánh mắt hắn nhìn tôi không thích hợp, vì vậy mới chạy trốn. Nói cách khác, chỉ bằng vào những lời tôi nghe được, dù tôi chạy trốn đến chân trời góc biển, cũng nhất định sẽ chết. Irena Zinva mím môi nói, toàn thân run lên bần bật. Cô là phụ nữ, tuy là đặc công của Yến Tử, nhưng tin tức mà cô nghe được quá kinh người, không thể không sợ hãi. Đúng như lời Irena Zinva Romanov nói. Nếu Chekhov biết cô đã vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của hắn và Soskov, cho dù cô chạy trốn tới nơi nào cũng sẽ chết. Vì không để cho kế hoạch bại lộ, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết cô diệt khẩu. Thậm chí cô cũng không có cơ hội rời khỏi mảnh đất tuyết quốc này. Phần văn kiện kia sau đó có lẽ cũng rất quan trọng, nhưng tuyệt đối không quan trọng đến mức độ này. Hơn nữa vì để người khác không chú ý, Chekhov cũng chỉ có thể tiếp tục nhẫn nhịn, dùng thủ đoạn tương đối bí mật để giải quyết Irena Zinva Romanov. Những gì tôi biết tôi đã nói toàn bộ cho anh hết rồi. Irena Zinva Romanov cười nói, cô đã đem số phận giao cho Tề Đẳng Nhàn, chờ đợi hắn phán quyết. Zinva tội nghiệp, cô không cần lo lắng cho là tôi sẽ lật lọng, thậm chí đem cô diệt khẩu. Tề Đẳng Nhàn duỗi tay vỗ vỗ đầu cô, mỉm cười nói, rốt cuộc cô cũng theo tôi uống qua 2-3 lần rượu, tôi không lạnh lùng vô tình như vậy. Irena Zinva Romanov lập tức thuận thế leo lên, dựa đầu vào lòng bàn tay hắn, giống như mèo con đang mè nheo. Những bé gái có thể bị trại nhạn lựa chọn đều rất đáng thương, xuất thân của vài người càng thê thảm không chịu nổi. Tự do, hai chữ này đối với các cô chỉ có thể là hy vọng xa vời tồn tại trong những giấc mơ. Tề Đẳng Nhàn hỏi, chuyện này cô có nói với ai không? Ngoài tôi ra thì còn ai? Irena Zinva Romanov quyết đoán lắc đầu, nói, chưa từng nói, thậm chí vì không muốn nói mớ, tôi cũng không dám ngủ cùng phòng với người khác. Tề Đẳng Nhàn nói, sao cô lại đến Hoa Quốc? Irena Zinva nói, ở Tuyết Quốc, những bé gái lưu lạc không nơi nương tựa giống chúng tôi rất nhiều, hơn nữa, trong nước cũng có những người thương nhân trung gian của Hoa Quốc. Chúng tôi thông qua những người thương nhân trung gian này vào Hoa Quốc để kiếm sống. Cũng chính lúc ấy tôi quen biết Suy Kim Na và cả hai được Tổng Giám Đốc Mã mua. Tề Đẳng Nhàn gật đầu, chuyện này lại liên quan đến một chuỗi lợi ích rất lớn, chẳng qua tạm thời không có quan hệ gì với hắn, cũng ngoài tầm tay của hắn. Chuyện này tôi cũng không cần dặn dò cô cái gì, chính cô tự biết lợi hại ra sao. Tề Đẳng Nhàn nói, chẳng qua điều tôi muốn hỏi chính là tiếp theo cô định sống như thế nào. Cô cho tôi tin tức quan trọng như vậy, tôi có thể cho cô tất cả những thứ cô muốn, bao gồm khát vọng tự do của cô. Irena Zinva ngây ngẩn trong chốc lát, một lúc lâu sau cô mới nói, trước tiên tôi muốn kiếm đủ tiền rồi đi đến nước Mỹ, nếu người của KGB không buông tha cho tôi, ít nhất tôi có thể gia nhập vào CIA nước Mỹ. Tề Đẳng Nhàn cũng cảm thấy đây là lựa chọn tốt nhất, vậy được rồi, tôi có thể lập tức chuẩn bị visa, hộ chiếu cho cô, đưa cô đến nước Mỹ, hơn nữa cho cô một số tiền, trải qua cuộc sống giàu có. Irena Zinva Romanov lắc lắc đầu nói, nhưng tôi cảm thấy chuyện này rất không an toàn, tôi nghĩ ngoài những tình báo này ra, tôi còn có những tác dụng khác. Tề Đẳng Nhàn không khỏi vui vẻ, thật ra không phải hắn khinh thường Irena Zinva Romanov, cô còn có ích lợi gì. Irena Zinva Romanov nhấp môi im lặng, sau một lúc lâu, quanh đi quẩn lại vẫn là không có ý định nói ra chuyện phục vụ đàn ông. Tôi hiểu chính trị, biết kinh doanh, có thể giao tiếp, có thể làm bất kỳ công việc gì, hơn nữa, tôi còn biết chơi cờ vây, trình độ cờ vây của tôi rất lợi hại. Irena Zinva Romanov nghẹn hồi lâu, lúc này mới nói. Thấy Tề Đẳng Nhàn còn đang cười, mặt cô nóng bừng lên. Chịu đựng sự xấu hổ cắn răng nói, cuối cùng, tôi còn rất xinh đẹp, chân cũng rất dài rất đẹp. Tề Đẳng Nhàn bật cười, búng tay một cái, câu cuối cùng rất thuyết phục, nhưng nếu có thêm chút tự tin thì càng hoàn hảo. Irena Zinva lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực nói, tôi rất xinh đẹp, chân cũng rất dài rất đẹp. Tề Đẳng Nhàn phụt cười, thật không nghĩ tới cô thật sự lặp lại câu vừa nãy, vẫy vẫy tay, được được, tôi đã biết. Nữ đặc công từ trại nhạn các cô đã ra ngoài thì đều là cao thủ xuất sắc. Giữ cô lại cũng rất hữu dụng. Nếu cô muốn ở lại thì cứ thoải mái. Sau khi nói xong lời này, trong mắt hắn khẽ đảo, cô biết chơi cờ vây. Irena Zinva Romanov gật đầu nói, đúng.
Tề Đẳng Nhàn nói, giỏi đến mức nào? Irina Zinva Romanov nói, chắc là cũng thuộc hàng chuyên nghiệp, có vài thứ tôi không rõ ràng lắm, nhưng trình độ cờ vây của tôi thật sự rất lợi hại. Thấy Tề Đẳng Nhàn nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, cô lấy hết can đảm nói, tôi nói thật, xin anh hãy tin tưởng tôi. Nếu như anh không tin thì có thể tìm một người chơi cờ giỏi đến đấu với tôi một ván. Được, tôi chính là người chơi cờ giỏi đó đây, chúng ta tới chiếc bàn đằng kia thử xem. Tề Đẳng Nhàn nói. Irina Zinva lập tức gật đầu, nôn nóng muốn thể hiện thực lực của chính mình. Trong nhà không có bàn cờ, chỉ có một chiếc máy tính, Tề Đẳng Nhàn ngồi song song với cô, nhấp chuột mở phần mềm cờ vây. Tôi đi trước, Tề Đẳng Nhàn không hề phong độ mà cầm cờ đen, trực tiếp nhấn vào ngôi sao góc trái bên dưới. Tôi xuống đây, Irina Zinva Romanov nhấp miệng, duỗi tay chỉ vào ngôi sao góc trên bên phải. Theo chừng 20 nước cờ, Irina Zinva Romanov cơ bản đã cảm giác được trình độ của Tề Đẳng Nhàn, vì thế cả người nhẹ nhõm, ngón tay ở trên màn hình chỉ chỗ cho Tề Đẳng Nhàn hạ cờ. Tề Đẳng Nhàn khóe miệng run rẩy. Con mẹ nó có thiên lý hay không, một người phụ nữ tuyết quốc, khả năng chơi cờ lại biến thái như vậy sao? Đến hơn 80 nước cờ, góc trên bên trái của Tề Đẳng Nhàn đang chiến đấu rất ác liệt, có dấu hiệu bị cờ trắng ăn sạch, hơn nữa cờ trắng tấn công rất mạnh mẽ, không cho hắn một con đường sống nào. Mắt thấy đã không còn gì phải lo lắng, Irina Zinva Romanov thở phào nói, anh Tề, cho phép tôi nói thẳng, kỹ thuật đánh cờ của anh hình như không tốt như anh khoe khoang. Tề Đẳng Nhàn có một loại cảm giác nghẹn khuất muốn nổ tung, chẳng qua lời vừa nãy chính hắn nói ra, cuối cùng lại tự vả vào mặt mình, cũng không còn gì để nói. Irina Zinva Romanov duỗi tay chỉ vào điểm 13/6, tôi hạ chỗ này. Tề Đẳng Nhàn trực tiếp hạ cờ trắng xuống 5/13 trên, ái chà, Zinva, cô còn nói cô chơi cờ rất giỏi mà sao lại hạ cờ dở như vậy. Irina Zinva Romanov sửng sốt, nhìn Tề Đẳng Nhàn. Trực tiếp lộ ra biểu cảm không biết nói gì, làm người không thể vô liêm sỉ như vậy chứ. Cô xem, Zinva, cô chắc là hạ ở đây, sao lại hạ nước cờ dở như vậy? Cái này, lại còn chuyên nghiệp, dám nói bản thân là cao thủ chơi cờ. Ấy ấy ấy, nước đi này lại dở rồi, cô như thế là không được đâu. Tề Đẳng Nhàn mỗi một lần giúp Irina Zinva Romanov hạ cờ, đều đi nước xấu, miệng còn liên tục chê bai. Ý đồ trả thù này, mẹ nó, tuyệt. Anh Tề chơi cờ thật sự rất lợi hại, tôi xấu hổ không dám so sánh. Irina Zinva Romanov cuối cùng dứt khoát nhận thua, sau đó tìm cơ hội ngồi vào trong lòng của hắn. Zinva thua, như vậy thì hôm nay Zinva sẽ để cho anh Tề tùy tiện xử trí. Tề Đẳng Nhàn bị người phụ nữ ở trại nhạn này trêu chọc đến máu cũng sôi sục, bỗng có một giọng nói máy móc truyền đến, có người đề nghị thi đấu cờ với ngài. Tề Đẳng Nhàn vừa nghe thấy đã lập tức đồng ý, đột nhiên bế bổng Irina Zinva Romanov lên. Irina Zinva Romanov trong lòng vui sướng, nếu có sự ràng buộc về thân thể, cô cũng có thể yên tâm hơn. Nhưng không ngờ giây tiếp theo Tề Đẳng Nhàn mạnh bạo ấn cô ngồi xuống ghế. Cô đánh thắng ván cờ này cho tôi, Tề Đẳng Nhàn nói với vẻ mặt nghiêm túc. Irina Zinva Romanov hung hăng mắng thầm trong bụng. Cô chưa từng thấy người đàn ông nào khiến người khác cạn lời đến thế. Kiểu suy nghĩ mãnh liệt này của Tề Đẳng Nhàn khiến Irina Zinva có chút không hiểu. Chẳng qua, nếu muốn chơi cờ, vậy thì toàn lực ứng phó là được rồi. Người đưa ra lời mời là Triệu Hồng Nê, vừa lên mạng thì tình cờ bắt gặp Tề Đẳng Nhàn đang online liền trực tiếp gửi lời mời. Lần trước cô ta chơi 3 ván thua 2, điều này khiến cô ta có chút khó hiểu. Mặc dù không hoài nghi nhiều nhưng Triệu Hồng Nê luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, còn cho rằng Tề Đẳng Nhàn tìm được cao thủ gì. Lần đối đầu này không phải là hẹn trước, mà là vừa lên mạng liền đụng phải, vừa hay có thể xem xét trình độ thực sự của Tề Đẳng Nhàn. Lần này Tề Đẳng Nhàn không có Ngọc Tiểu Long, nhưng lại có Irina Zinva xuất thân từ Yến Tử Doanh. Đối cục lần này, đương nhiên lại hấp dẫn một lượng lớn khán giả. Lần trước Triệu Hồng Nê bại trận trong tay hạng người tầm thường vẫn gây chấn động lớn, dù sao một người là kỳ thủ chuyên nghiệp, còn một người không danh không tiếng. Sau khi ván cờ bắt đầu, Triệu Hồng Nê đã thay đổi lối tấn công sắc bén so với lúc trước, phong cách chơi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn,
có nhiều nước đi là để thăm dò. Chỉ sau vài nước cờ, Irena Zinva đã cảm nhận được sức mạnh của đối thủ, không khỏi cau mày dữ dội, bắt đầu tập trung tính toán. Đây cũng là một kẻ lợi hại, người được Yến Tử Doanh chọn, đúng là người không tầm thường. Tề Đẳng Nhàn nhìn, trong lòng âm thầm gật đầu. Thành viên của Yến Tử Doanh đều là đại mỹ nhân hàng đầu, hơn nữa còn có tài năng vượt xa người thường về mọi mặt. Tài năng của Irena Zinva là cờ vây, nếu không có sự cố ngoài ý muốn, cô có thể sẽ được Yến Tử Doanh gửi đến Hoa Quốc, bằng tài năng hơn người của mình, cô có thể thu hút nhân vật tai to mặt lớn nào đó, từ đó bắt đầu thu hoạch tình báo. Đây là một cuộc đụng độ giữa yêu nghiệt và yêu nghiệt. Tề Đẳng Nhàn ở một bên ăn dưa, rất vui vẻ. Triệu Hồng Nê dù sao cũng là kỳ thủ chuyên nghiệp, hơn nữa sau khi thua, dường như càng hăng hái khí thế hơn trước, lần đối đầu này đã cẩn thận hơn rất nhiều, tính kế cũng thâm hậu hơn trước không ít. Chúng chiêu rồi, kỳ thủ đối diện thật lợi hại, là ai vậy? Irena Zinva không nhịn được hỏi. Sau khi mắc bẫy của Triệu Hồng Nê, cô bất lực, trực tiếp nhận thua. Tề Đẳng Nhàn nói, đối phương là kỳ thủ chuyên nghiệp, chúng ta chơi một ván nữa, cố lên. Irena Zinva hít một hơi, bình tĩnh lại, tiếp tục đánh ván thứ hai. Sau khi ván thứ hai bắt đầu, Irena Zinva nhanh chóng nhập cuộc, lối đánh vững vàng mà lại thâm sâu, ai không biết còn tưởng cô là kỳ thủ chuyên nghiệp đã chinh chiến nhiều năm. Triệu Hồng Nê ngồi trước ghế dựa, chau mày ủ rũ, lẩm bẩm nói, thế cờ này lại thay đổi, có chuyện gì vậy? Nó hoàn toàn khác với lối đánh mềm mại và cứng nhắc lần trước. Trong hai ván cờ này, tôi chỉ có thể cảm giác được hai chữ âm hiểm. Không sai, lối đánh cờ của Irena Zinva tràn đầy âm mưu quỷ quyệt, mỗi một nước cờ đều mang theo sát khí, chỉ cần tính toán sai một chút sẽ rơi vào cạm bẫy, trực tiếp bị chém giết. Hẳn không phải cao thủ, lần đối đầu này là ngẫu nhiên, căn bản không phải hẹn trước. Triệu Hồng Nê mím môi, sau đó gạt đi suy nghĩ lung tung, bắt đầu nghiêm túc đánh cờ. Có lẽ vì là đặc vụ của Yến Tử Doanh nên lối đánh cờ của Irena Zinva tương đối âm hiểm, cô cẩn thận từng bước một, rất ít khi cho Triệu Hồng Nê cơ hội. Tề Đẳng Nhàn thầm than, nhặt được bảo vật, về sau không cần cầu Ngọc Tiểu Long hỗ trợ, trực tiếp để Irena Zinva đến đối phó cô ta. Dù sao, nhờ vả Ngọc Tiểu Long cũng tổn hại đến thể diện của mình, hơn nữa, còn phải xem sắc mặt của cô. Có một Irena Zinva ngoan ngoãn thế này, chẳng phải tốt sao? Ván cờ dần dần kịch liệt, ngay cả tiếng cắn hạt dưa cũng không còn, Tề Đẳng Nhàn nhìn chằm chằm vào màn hình. Phong cách này không giống nam nhân, ngược lại giống như nữ nhân, quá quỷ quyệt, khác hoàn toàn so với lần trước, người này biến hóa nước cờ nhiều như vậy. Hắn có nghiên cứu lối đánh của ta sao? Triệu Hồng Nê ngồi ở trước ghế dựa, đã bắt đầu vò đầu bứt tai, bởi vì, cô ta dần dần rơi vào thế bất lợi. Bên quân trắng dần chiếm thế thượng phong. Sau khi mím môi, Triệu Hồng Nê đánh xuống một quân cờ. Quân trắng của đối phương lập tức tiến lên, bắt đầu lật ngược ván cuối. Triệu Hồng Nê lại đi thêm ba bước, phát hiện không thể thắng được, trực tiếp đầu hàng. Sau khi nhận thua, cô ta không chút do dự đã đưa ra lời mời chơi tiếp ván thứ ba. Irena Zinva đầu đầy mồ hôi, nói, đối phương quá lợi hại. Hẳn là một nữ kỳ thủ, có tính toán rất cẩn thận. Tề Đẳng Nhàn kéo cô ra phía sau, trực tiếp cự tuyệt lời mời, gõ chữ đáp, đánh liên tiếp hai ván, mệt quá đi, tôi muốn nghỉ ngơi chút. Không được, Triệu Hồng Nê trực tiếp trả lời. Tề Đẳng Nhàn không màng đến lời của cô ta, đóng trang, sau đó lập tức tắt máy. Triệu Hồng Nê tức giận đến mức đập bàn, nghiến răng nói, thắng thì không chơi nữa. Một chút phong độ cũng không có. Tề Đẳng Nhàn cũng nhìn ra trí lực của Irena Zinva đã đến cực hạn, dù sao, đấu với một kỳ thủ chuyên nghiệp như Triệu Hồng Nê trong một thời gian dài, cho dù là Ngọc Tiểu Long cũng cảm thấy mệt mỏi, huống chi là cô. Nếu như chơi tiếp, Irena Zinva có lẽ sẽ chóng mặt vì tinh thần không ổn định, chắc chắn trình độ của cô sẽ không tốt bằng hai ván trước. Thấy Tề Đẳng Nhàn từ chối, Irena Zinva thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng xoa đầu nói, cô ấy lợi hại thật đấy, tôi đã cố gắng hết sức nhưng ván thứ nhất vẫn không thể thắng được. Cô đã rất lợi hại rồi, đối phương là kỳ thủ chuyên nghiệp, cô có thể ngang tài với cô ta, tôi đã rất vui rồi. Tề Đẳng Nhàn cười ha ha nói, tâm tình vui vẻ.
Lần sau nhất định tôi sẽ thắng. Irena Zinva quả quyết nói. Tề Đẳng Nhàn nói, cô có lòng tin như này là tốt rồi, cô cùng cô ta còn có cơ hội có thể đối đầu. Sau này, tôi mang kỳ phổ của cô ta cho cô có thể nghiên cứu kỹ, đến lúc đó có thể đánh một trận cân sức. Chiêu này Tề Đẳng Nhàn có chút quỷ quyệt, thực lực của Irena Zinva không yếu, thậm chí có thể nói là thâm hậu, nếu nghiên cứu kỹ lối đánh của Triệu Hồng Nê, nói không chừng tỷ lệ thắng thật sự sẽ tăng lên rất nhiều. Irena Zinva hỏi, nói như vậy, tôi có thể ở lại đây không? Tề Đẳng Nhàn nói, không phải cô còn biết kinh doanh sao? Vừa hay, có thể giúp tôi làm nhiều việc. Irena Zinva lập tức gật đầu như gà mổ thóc, nói tôi biết, tôi biết. Tôi đã học qua hầu hết các nghiệp vụ kinh doanh, nhưng tôi chưa bao giờ có cơ hội thực hành chúng. Tề Đẳng Nhàn xoa xoa cằm, nghĩ có thể an bài Irena Zinva đến Thiên Kỳ, xem trình độ như thế nào, nếu làm tốt, có thể đưa cô đến Mỹ để giúp Lý Vân Huyền. Được, cô nghỉ ngơi sớm chút đi, ngày mai tôi sẽ sắp xếp chỗ ở, với nơi làm việc cho cô. Tề Đẳng Nhàn đứng dậy ngáp một cái, cô có thể ngủ ở bất kỳ phòng khách nào ở đây. Nói xong lời này, hắn liền trở về phòng, thoải mái tắm nước nóng, nằm xuống, liền bắt đầu suy nghĩ làm thế nào lấy được tin tức hôm nay, cùng cổ tân tư cơ với Gusinski làm ăn. Tham gia độc quyền tài chính đương nhiên là bất công, nhưng để Tuyết Quốc duy trì hiện trạng, lại là lợi ích lớn nhất của Hoa Quốc. Nếu chính phủ Tuyết Quốc quay trở lại cầm quyền, hắn có thể mua những khí đốt tự nhiên và thiết bị công nghiệp nặng đắt như thế ở đâu? Bởi vì trong nhà bình thường chỉ có hắn và Lý Vân Uyển, cho nên ngủ đương nhiên sẽ không khóa cửa, nhưng hôm nay, trong nhà có nhiều người hơn. Nửa đêm, hắn cảm thấy có gì đó ấm nóng bò vào trong chăn mình. Khi một người phụ nữ trại nhạn đã hạ quyết tâm để quyến rũ một người đàn ông thì không một ai có thể cưỡng lại được. Tề Đẳng Nhàn cảm giác muốn suy sụp tới nơi rồi, tuy rằng ông đây lớn lên vô cùng đẹp trai nhưng cũng không thể làm như vậy chứ. Sáng sớm hôm sau, Tề Đẳng Nhàn gọi Irena Zinva dậy. Quỳ xuống, nghe cho kỹ. Tề Đẳng Nhàn ho khan, chỉ vào Irena Zinva đang quỳ trước mặt mình. Em gái chân dài lai tây lúc này còn đang ngái ngủ, nhưng vẫn kịp khoác chiếc áo sơ mi rộng thùng thình lên thân hình mỏng manh của mình, mê mang quỳ gối trước mặt Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn buông những lời nói thấm thía dậy bảo, sao cô có thể làm những việc như vậy? Nửa đêm bò vào trong chăn của tôi, cô không có chỗ ngủ sao? Irena Zinva ngẩn người. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi biết tôi rất đẹp trai, cô sau khi nhìn thấy tôi liền không kìm nén được trái tim của mình, nhưng cũng không thể lừa gạt đến đánh lén, không màng đến đức tính của người luyện võ chứ. Irena Zinva ngạc nhiên, cô chưa bao giờ thấy ai mặt dày không biết xấu hổ như vậy. Tề Đẳng Nhàn thở dài, thôi bỏ đi, tất cả là do gương mặt xuất sắc của tôi mà ra. Lần sau trước khi đi vào, nhớ kỹ phải chào hỏi trước nhé, hoặc là ám chỉ một chút, nếu không là sẽ dọa tôi đấy, hiểu không? Phụt! Irena Zinva không nhịn được cười ra tiếng. Sắc mặt Tề Đẳng Nhàn lập tức trầm xuống, tôi đang nghiêm túc uốn nắn những sai lầm mà cô mắc phải, là con gái thì nên thận trọng một chút hiểu không? Irena Zinva vội vàng nghiêm mặt lại nói, đã hiểu, anh Tề. Tề Đẳng Nhàn nói, giờ mới thấy thái độ tốt được chút. Irena Zinva nhẹ nhàng vén mái tóc dài màu vàng trên vai mình lên, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, cổ áo sơ mi rộng rãi cơ bản là không che giấu được gì. Như vậy, bây giờ tôi có thể chui vào trong được không? Tôi vẫn còn hơi buồn ngủ, muốn ngủ. Irena Zinva cắn môi hỏi, đầu lưỡi lướt nhẹ khóe môi, khuôn mặt quyến rũ đầy mê hoặc. Tề Đẳng Nhàn dở khóc dở cười. Cô gái này rõ ràng chưa từng bị người đàn ông nào chạm vào, nhưng hết lần này tới lần khác có thể lộ ra bộ dáng mê người như vậy. Đột nhiên có hơi muốn đến trại nhạn làm huấn luyện viên. Một ý tưởng chợt lóe lên trong tâm trí của Tề Đẳng Nhàn mà không rõ lý do. Hôm nay rõ ràng hắn đã để chậm trễ công việc, vẫn chưa dẫn Hoàng Sung và Dương Quan Quan đi công viên Sâm Hải luyện võ. Chẳng qua là hai người họ đã quá quen với việc hắn đi muộn. Có điều hôm nay đợi mãi, cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng người kia. Dương Quan Quan chờ không nổi nên gọi điện thoại tới hỏi, Tổng Giám Đốc Tề, sao hôm nay anh không đến công viên Sâm Hải? Anh không đến cũng phải nói trước một tiếng chứ. Thật xin lỗi,
đều là lỗi của tôi, ai ra, ôi, hôm qua tôi uống nhiều quá, hôm nay thấy cơ thể không được khỏe. Hừm, đâu còn thấy hơi choáng váng. Hôm nay tự luyện tập đi, sau khi tan làm tôi sẽ dẫn các cô đến võ quán Lý Gia Quyền luyện thính kình. Luyện thính kình là cải thiện khả năng nghe. Giọng nói của Tề Đẳng Nhàn khiến cho Dương Quan Quan cảm thấy hơi kỳ lạ, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cô ta không thể nói được là lạ chỗ nào. Sau đó Tề Đẳng Nhàn lại dùng lời nói thấm thía dạy dỗ, cô Irena, lần sau khi tôi nghe điện thoại xin cô đừng làm chuyện như vậy nữa, cô như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy mình đang thiếu tôn trọng người khác. Irena Zinva nhẹ nhàng vén tóc, nhướng mi nhìn hắn một cái. Hừ, cô nghe thì nghe, đừng dừng lại. Tề Đẳng Nhàn trần trừ hít một hơi rồi nói. Irena Zinva không khỏi cảm thấy buồn cười, còn nói một đằng làm một nẻo. Tới gần giữa trưa, Tề Đẳng Nhàn mới cảm thấy nên nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của Irena Zinva. Irena Zinva trông như một đứa trẻ ngoan, quỳ thẳng trên sofa, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt lộ ra vẻ sáng ngời khơi dậy ham muốn che chở của đàn ông. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, Tề Đẳng Nhàn mở miệng nói. Nói được một nửa, Irena Zinva cắt ngang, những điều mà tôi học được ở trong trại nhạn, từ tối hôm qua tới giờ, còn chưa dùng được 1%. Tề Đẳng Nhàn sửng sốt nói, ừ, tôi đã suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy cô là một nhân tài hiếm có. Cô học được cái gì ở trại nhạn không quan trọng, dáng người có đẹp hay không không quan trọng, xinh đẹp hay không cũng không quan trọng. Tôi cảm thấy cô là một nhân tài đáng để trau dồi, có thể sẽ giúp ích cho tôi. Irena Zinva mím môi nở nụ cười. Thay vì mỗi ngày chìm đắm trong sợ hãi về tương lai, tốt hơn là dựa vào một người đàn ông như Tề Đẳng Nhàn, ít nhất thì không cần phải lo lắng về việc chạy trốn bảo vệ cái mạng nhỏ này nữa. Anh Tề dự định thu xếp thế nào cho tôi đây? Irena Zinva vẫn giữ nguyên tư thế quỷ, nhẹ nhàng nghiêng đầu, ngoan ngoãn đến mức khiến tim người ta rung rinh. Cô cứ vào công ty của tôi làm việc đi, để xem trình độ của cô thế nào, sau đó tôi sẽ đưa ra bước sắp xếp tiếp theo. Tề Đẳng Nhàn nói. Irena Zinva là một nhân tài được đào tạo bởi trại nhạn, quả thật khiến cho Tề Đẳng Nhàn thấy vô cùng hữu dụng. Các công ty ở Mỹ phải hoạt động bí mật, họ phải tìm những người có tài năng đáng tin cậy, trước mắt thì Irena Zinva chính là người đầu tiên. Nếu cô ấy thật sự làm được những gì cô ấy nói, đã học được rất nhiều kỹ năng điều hành doanh nghiệp ở trại nhạn. Sau khi nghe Tề Đẳng Nhàn nói xong, Irena Zinva thở phào nhẹ nhõm, tôi sợ rằng người của KGB sẽ không buông tha cho tôi. Tề Đẳng Nhàn nói, cô yên tâm, Chekhov sẽ không thể đụng tới cô. Cứ yên tâm mà làm việc cho tôi, sau này cô có thể trở thành một người phụ nữ bình thường tự do. Irena Zinva giơ tay hét to, tuyệt vời. Cảm xúc này hoàn toàn không phải giả tạo. Cô đang thật sự rất hạnh phúc. Những ngày tháng không chắc chắn về tương lai sau này cô đã chịu quá đủ rồi, bây giờ, điều duy nhất cô muốn cũng chỉ là yên ổn mà thôi. Để tôi kiểm tra cô một chút, cô nghĩ rằng hôm qua sau khi tôi nhận được tin tức quan trọng như thế từ cô, tiếp theo tôi sẽ làm gì? Tề Đẳng Nhàn nói. Người bạn mà anh Tề đưa đến quán 3 lần trước là Vinogradov, anh ta là một trong những đại đầu sỏ của Tuyết Quốc. Trước tình hình quốc tế hiện nay, một Tuyết Quốc có đầu sỏ chia cắt nội bộ, có lợi cho Hoa Quốc hơn nhiều so với một Tuyết Quốc đoàn kết thống nhất. Cho nên tôi nghĩ anh Tề chắc chắn sẽ dùng tin tức này trao đổi với những người bạn đầu sỏ để đổi lấy lợi ích lớn hơn. Irena Zinva suy nghĩ một chút, sau đó nói. Tề Đẳng Nhàn nói, cô nói không sai, nhưng nếu như ngày đó cô không nhìn thấy ông Duy Đầu thì sao? Irena Zinva nói. Vậy đàm phán với quốc gia của mình, bán thông tin cho họ, để họ tự xử lý. Tề Đẳng Nhàn hài lòng gật đầu, sau đó trầm ngâm hỏi, 99% kỹ năng chưa sử dụng kia của cô là những thứ gì? Irena Zinva sửng sốt, không ngờ người này lại chuyển đề tài nhanh như vậy, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Tôi sẽ từ từ cho anh thấy, nhưng mà, hôm nay thật sự có chút mệt mỏi, sức khỏe của anh. So với tưởng tượng của tôi, mạnh mẽ hơn nhiều, cô đỏ mặt nói. Tề Đẳng Nhàn nghe được những lời này thì tinh thần cũng thoải mái, anh cười đưa tay xoa đầu Irena Zinva, tôi là người đàng hoàng, chỉ tiện miệng hỏi mà thôi, cô đừng căng thẳng như vậy.
Irena Zinva mím môi nói, ánh mắt của anh trung thực một chút thì chắc tôi sẽ tin đó. Tề Đẳng Nhàn nói, thu dọn chút đi, tôi dẫn cô đến chỗ làm, để tôi quan sát năng lực của cô. Vâng, thưa anh, Irena Zinva ngoan ngoãn nói. Vốn Tề Đẳng Nhàn định sắp xếp Irena Zinva làm việc ở Tiên Lai Capital, để xem năng lực kinh doanh của cô đến đâu. Nhưng sau khi hắn nghĩ lại cảm thấy làm như vậy không ổn lắm, lỡ như xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì hắn sẽ phải đối diện với Tu La Địa Võng. Vậy nên, Tề Đẳng Nhàn trực tiếp đưa Irena Zinva tới văn phòng làm việc của Hướng Đông Tình ở tập đoàn Hướng Thị. Cô ta là ai vậy? Hướng Đông Tình nhìn thấy diện mạo hơn người của Irena Zinva, không khỏi nhíu mày hỏi. Irena Zinva im lặng đứng cạnh Tề Đẳng Nhàn, trông cô có vẻ rất ngoan ngoãn. Tề Đẳng Nhàn nói, cô ấy là con lai hai dòng máu Hoa Quốc và Tuyết Quốc, lớn lên ở Tuyết Quốc. Cô ấy tên là Irena Zinva, cô có thể gọi cô ấy là Zinva. Hướng Đông Tình lại nói, anh mang cô Zinva đến chỗ tôi có chuyện gì vậy? Tề Đẳng Nhàn nói, năng lực của Zinva cực kỳ xuất sắc, tôi nghĩ cô cũng đang lúc cần người làm việc nên sắp xếp cô ấy tới chỗ cô làm. Nhìn Irena Zinva chỉ mới hơn 20 tuổi mà thôi. Hướng Đông Tình nghĩ cô cùng lắm chỉ là một cô gái nhỏ, làm sao có năng lực gì xuất sắc hơn người chứ? Tự giới thiệu chút đi, Tề Đẳng Nhàn nói với Irena Zinva. Chào cô, Hướng Tổng, tôi tên là Irena Zinva, năm nay 21 tuổi. Chiều cao 1m75, cân nặng 54 cân, số đo 3 vòng. Tôi giỏi giao tiếp, điều hành vốn, quan sát chính trị, quản lý nhân sự, còn có cờ vây. Hy vọng Hướng Tổng có thể cho tôi một cơ hội được làm việc ở quý công ty, để tôi có thể thể hiện được năng lực và giá trị của mình, đồng thời, hy vọng rằng tôi có thể giúp gì được cho quý công ty. Irena Zinva chậm rãi nói, tiếng Hoa Quốc nói rất rõ ràng, không có một chút cảm giác phấp nào. Hướng Đông Tình lại hỏi, còn gì nữa không thế? Tôi am hiểu 8 ngoại ngữ, trong đó có tiếng Hoa Quốc, tiếng Tuyết Quốc, tiếng Kiệt Bành, tiếng Cao Câu Lệ, tiếng Nhật Bất Lạc. Tiếng Nhật Nhĩ Man, tiếng Phật Lãng Cơ cùng với tiếng Thụy Quốc. Irena Zinva nói. Hướng Đông Tình nghe đến đây không khỏi ngạc nhiên, cô ta thuận tay lấy một quyển sách ném lên bàn, nội dung của cuốn sách này là gì? Irena Zinva nói, đây là cuốn sách của nhà kinh tế học vĩ mô nổi tiếng của Nhật Nhĩ Man, Collins Stein. Nội dung chủ yếu của cuốn sách này là phân tích ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng cho vay. Bản gốc cuốn sách này được viết bằng tiếng Nhật Nhĩ Man. Có thể thấy Irena Zinva đã nói sự thật, cô không hề nói khoác. Tạm biệt trong tiếng Kiệt Bành nói như thế nào? Hướng Đông Tình lại hỏi. Sanamala, Irena Zinva đáp lại. Hướng Đông Tình nhàn nhạt trả lời, đây là từ ngữ cổ. Irena Zinva nói tiếp, tôi đương nhiên biết trong tiếng Kiệt Bành hiện đại thì tạm biệt sẽ là Sayonara, thế nhưng ở nước Kiệt Bành, vẫn có một số quý tộc vẫn dùng ngôn ngữ cổ xưa. Vì thế nên tôi đặc biệt học ngôn ngữ cổ để có thể giao tiếp được với một số người có trình độ cao hơn. Hướng Đông Tình ngẫm nghĩ, sau đó tiện tay đưa một tệp tài liệu và nói, trong vòng 30 phút, cô tìm ra thiếu sót rõ ràng trong tệp tài liệu này cho tôi. Sau khi Irena Zinva nhìn đoạn đầu tiên của tài liệu, nhàn nhạt nói, chỉ cần 10 phút là xong rồi. Nói xong câu này, Irena Zinva bắt đầu lật xem. Anh tìm đâu ra một con quái vật như vậy? Hướng Đông Tình nhìn Tề Đẳng Nhàn, cô ta không nhịn được mà hỏi. Tề Đẳng Nhàn nhếch miệng cười, Irena Zinva biểu hiện càng xuất sắc thì hắn càng được thơm lây. Nếu không phải hắn ép Irena Zinva nói ra lai lịch của cô, chỉ sợ những kỹ năng này sẽ bị cô giấu cho đến khi xuống mồ. Bởi vì, những kỹ năng như vậy, người phụ nữ bình thường không thể có được, Irena Zinva có những kỹ năng này, nhất định sẽ bị người ta truy tìm lai lịch. Quan chức cấp cao của Tuyết Quốc vì để cho những cô gái của trại nhạn có thể thâm nhập vào bên cạnh những quan chức cấp cao khác, quả thật tốn không ít sức lực. Để đào tạo ra một Irena Zinva như vậy, cũng không rẻ hơn đào tạo ra phi công hàng đầu. Lai lịch cô ấy có hơi đau khổ, cô ấy chỉ có thể dựa vào tôi. Tề Đẳng Nhàn nói, cô cũng không cần quan tâm chuyện này làm gì, chỉ cần quan tâm dùng người như thế nào mà thôi. Tôi chuẩn bị xem năng lực của cô ấy đến đâu. Rồi suy xét gửi cô ấy đến nước Mỹ trợ giúp. Hướng Đông Tình nghe xong những lời này, dường như nghĩ tới điều gì,
cười khẩy nói, sợ là cô ấy không phải nương nhờ chỗ anh, mà là bán thân cho anh rồi đúng không? Tề Đẳng Nhàn đáp, làm gì có chuyện đấy, tôi là người chính trực như vậy. Hướng Đông Tình nói, nếu không phải như vậy, tại sao anh có thể tin tưởng cô ấy như vậy, thậm chí còn sẵn sàng đưa cô ấy sang nước Mỹ nắm quyền? Nói đùa cái gì vậy? Tề Đẳng Nhàn đau đầu cảm giác hơi nứt, phụ nữ quá thông minh, đây cũng không phải chuyện tốt gì, nghe được hai câu người ta nói đã đoán ra được nội tình bên trong rồi. Cặn bã, Hướng Đông Tình cười lạnh nói. Tề Đẳng Nhàn không còn lời nào để nói, giơ tay lên, nói, nếu cô không nhận Irena Zinva, tôi đành phải đưa cô ấy đến Tiên Lai Capital làm việc thôi. Hướng Đông Tình đáp, có phải anh nội bộ mâu thuẫn, nên mới ném đến chỗ tôi đúng không? Trong lúc hai người nói chuyện thì 10 phút đã trôi qua. Irena Zinva trực tiếp chỉ ra một số thiếu sót trong tài liệu kia. Ngay cả người quen với việc nhìn thấy quái vật như Hướng Đông Tình cũng phải nhếch môi, cô còn biết làm gì nữa. Irena Zinva cười nói, những gì tôi biết tôi đều nói ra hết rồi. Tề Đẳng Nhàn thật sự sợ cô sẽ nói một câu, về việc cô có thể câu dẫn, mê hoặc đàn ông như thế nào. Được, cô đã được nhận vào làm rồi, cụ thể về việc cô sẽ làm gì, tôi còn chưa nghĩ được. Hướng Đông Tình nói với Irena Zinva. Vừa hay hôm nay tôi cũng muốn nghỉ ngơi, vậy thì phiền Hướng Tổng suy xét kỹ tôi có thể làm gì nhé. Irena Zinva rất lễ phép trả lời. Hướng Đông Tình cho Irena Zinva tạm thời tránh mặt một lúc, cô ta muốn nói vài câu với Tề Đẳng Nhàn. Irena Zinva cũng rất biết điều mà tạm thời tránh đi. Anh đúng là ham mê sắc dục, cô gái này có lai lịch không đơn giản như vậy mà anh cũng có thể thu nhận được, anh không rước họa vào thân à? Hướng Đông Tình hỏi trực tiếp. Cái gì mà ham mê sắc dục, tôi là coi trọng năng lực của cô ấy. Làm gì có chuyện bậy bạ như cô nói, Tề Đẳng Nhàn nói. Nói xong câu này, trong lòng hắn thầm nghĩ, là cô ấy tự mình dâng đến cửa, liên quan gì tới việc tôi ham mê sắc dục. Hướng Đông Tình mặt không biểu cảm nói, nếu xảy ra chuyện gì thì anh tự mình chịu trách nhiệm, đừng có làm liên lụy tới tôi. Tề Đẳng Nhàn trả lời, cô yên tâm đi. Hướng Đông Tình gật đầu, cô ấy đúng là nhân tài hiếm gặp, tôi sẽ thử sắp xếp cho cô ấy làm chút việc khó. Xem năng lực của cô ấy đến đâu. Nếu năng lực của cô ấy thực sự xuất chúng hơn người, tôi sẽ đồng ý với ý nghĩ cho cô ấy đi nước Mỹ làm việc của anh. Tề Đẳng Nhàn đáp, được rồi, cảm ơn Hướng Tổng. Hướng Đông Tình trực tiếp tặng hắn ngón giữa, hơn nữa còn khách sáo bảo hắn nhanh chóng cút đi. Đợi Tề Đẳng Nhàn rời đi, Hướng Đông Tình lúc này mới bất lực lắc đầu, sau đó vỗ mạnh xuống bàn. Nếu không phải tố chất của Irena Zinva vượt qua yêu cầu, cô ta cảm thấy mình thật sự ngu ngốc. Thật muốn ném một nắm mồi độc vào ao cá của anh, để xem có thể độc chết bao nhiêu mỹ nhân ngư. Hướng Đông Tình không nhịn được nghiến răng, hung ác nghĩ. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhã nói với Irena Zinva, tiếp sau đây cô có thể yên tâm mà làm việc rồi, còn về chuyện của Chekhov và Soskov, chắc hẳn cô cũng đoán được tôi định giải quyết như thế nào rồi, cô không cần lo lắng. Irena Zinva hào hứng gật đầu, trong lòng cảm thấy thật sự hạnh phúc. Bản thân cô sẽ được bắt đầu một cuộc sống mới rồi sao? Nhìn lại hơn 10 năm ở trại nhạn, thật sự như một cơn ác mộng. Cơn ác mộng này được kết thúc như vậy cũng coi như là hoàn hảo. Lúc Tề Đẳng Nhàn đưa Irena Zinva về thu dọn đồ đạc, làm cho người ở cùng Irena Zinva là Duy Kim Na ghen tị không thôi, ánh mắt oán hận nhìn Tề Đẳng Nhàn. Duy Kim Na dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra với Irena Zinva và Tề Đẳng Nhàn, những người đã không về nhà đêm qua. Nếu không, sao hôm nay cô ta có thể đích thân đến đây giúp họ thu dọn hành lý? Duy Kim Na, tôi đi chào hỏi Mã Tổng. Tề Đẳng Nhàn nói, cô muốn làm gì thì làm, tôi chỉ có thể giúp cô ở đây khi cô còn trẻ. Cảm ơn Tề tiên sinh. Duy Kim Na tỏ vẻ đáng thương nói. Irena Zinva nhẹ nhàng bắt tay Duy Kim Na và nói, hãy tin vào Chúa, Ngài sẽ cho cô câu trả lời. Duy Kim Na thở dài, cảm thấy vô cùng ghen tị với Irena Zinva. Cuộc sống của chúng ta khác nhau, đừng ghen tị với tôi. Irena Zinva nói. Sau đó, cô và Tề Đẳng Nhàn rời khỏi nơi ở mà Mã Hồng Tuấn đã sắp xếp cho họ.
Duy Kim Na thực ra là một cô gái rất đơn thuần và đáng yêu. Irena Zinva thản nhiên nói. Tề Đẳng Nhàn giả vờ không nghe, không muốn để ý đến sự đồng cảm mạnh mẽ của Irena Zinva. Hắn trực tiếp đưa Irena Zinva đến văn phòng môi giới để tìm một chỗ ở cho cô. Irena Zinva nhận thức được hoàn cảnh của mình, vì vậy Tề Đẳng Nhàn có thể nói bất cứ điều gì hắn ta muốn, cô cũng không bao giờ lắc đầu từ chối. Cho dù để cô ở trong một cái chuồng ngựa, cô cũng sẽ không để ý. Cô phải biết nói không, thay vì suốt ngày ngoan ngoãn nghe lời tôi. Tề Đẳng Nhàn bất lực nói. Tôi cũng biết mánh khóe để lấy lòng. Nhưng dù sao thì anh cũng là người duy nhất tôi có thể dựa vào để sống sót, vì vậy tốt hơn hết là tôi nên ngoan ngoãn. Irena Zinva tiếp tục mỉm cười. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy nếu cô không thỉnh thoảng nổi nóng như Lý Vân Uyển, có lẽ cuộc sống của cô sẽ bớt thú vị đi chút, nhưng nếu cô luôn ngoan ngoãn nghe lời thì cũng thật tuyệt. Hắn cũng rất hào phóng nên đã trực tiếp chọn một căn hộ lớn trong khu dân cư cao cấp, rộng hơn 160 mét vuông, và trực tiếp xách vali dọn đến ở. Đương nhiên chi phí không hề rẻ, hơn 6 triệu tệ. Tuy nhiên, Tề Đẳng Nhàn cảm thấy rằng nó đáng giá, bỏ ra 6 triệu nhân dân tệ để nuôi một con chim hoàng yến linh hoạt như vậy chắc chắn là một việc đáng làm, để huấn luyện cô ấy, chính phủ Tuyết Quốc có lẽ không thể chi đến 1-200 triệu. Từ giờ đây sẽ là nhà của tôi. Irena Zinva lấy chìa khóa từ tay Tề Đẳng Nhàn, và khoảnh khắc mở cửa ra, cô cảm thấy như thể mình đã đổi đời. Không sai. Đây là nhà của cô, Tề Đẳng Nhàn đáp. Irena Zinva trực tiếp đưa chìa khóa cho Tề Đẳng Nhàn, cười nói, đây cũng là nhà của anh có thể đến bất cứ lúc nào mà không cần hỏi ý kiến của tôi. Tề Đẳng Nhàn cầm lấy chìa khóa như một lẽ đương nhiên, sau này sẽ nghĩ đến việc đổi sang khóa vân tay hoặc khóa mã số, để không phải nhét chìa khóa trong túi, đồng thời cũng tăng thêm sự an toàn. Về phương diện này, nhị đương gia quả thực giống như Gia Cát Khổng Minh. Nhưng tôi sẽ chủ động hỏi ý kiến của anh nếu tôi vào phòng. Irena Zinva khó khăn cúi xuống cởi giày cao gót, quay đầu lại nháy mắt. Tề Đẳng Nhàn hít một hơi, cố kiềm chế lại ý muốn trực tiếp đè cô xuống tủ giày ở cửa. Sau khi vào nhà, Irena Zinva vui mừng khôn xiết, nhìn chỗ này sờ chỗ kia, mọi thứ trong nhà đều quý như vàng, đáng trân trọng bằng cả tính mạng. Tề Đẳng Nhàn hỏi, cô vào trại nhạn khi chưa đầy 10 tuổi. Khi đó còn rất ngây thơ, việc tẩy não ở Tuyết Quốc lợi hại như vậy, làm sao duy trì tỉnh táo được? Irena Zinva mỉm cười và nói, tự do giống như một chiếc lông vũ không thể giam giữ được. Tề Đẳng Nhàn bặm môi, cảm thấy câu nói này có chút giống một đại triết gia. Ngôi nhà to như vậy, một mình ở thì quá lớn. Irena Zinva có chút sầu muộn nói sau khi đi loanh quanh vài vòng. Đi mua ít quần áo cùng nhu yếu phẩm hàng ngày đi. Tiện thể mua cho cô một chiếc xe nữa. Tề Đẳng Nhàn nói. Tất nhiên Irena Zinva xứng đáng với tất cả những điều này, bởi vì Tề Đẳng Nhàn biết rằng cô sẽ tạo ra giá trị lớn hơn trong tương lai. Chỉ vì cô có thể thắng một ván cờ với Triệu Hồng Nê trong một trận đấu 5050 trên bàn cờ là cũng đã đáng giá rồi. Sau một ngày bận rộn, Tề Đẳng Nhàn đã mua cho cô một chiếc ô tô và một chiếc máy tính mới toanh. Việc đầu tiên khi cài đặt máy tính là tải WiFox Go, đăng nhập tài khoản và ghi nhớ mật khẩu. Nếu cô cảm thấy nhàm chán, hãy đăng ký tài khoản của tôi, sau đó đợi Văn Thanh, người đã rủ tôi ngắm bình minh trên biển mời cô chơi cờ. Nhớ kỹ, đừng chơi quá nhiều. Một ngày một ván là đủ, nếu thua thì chơi hai ván, ván thứ hai phải cố mà thắng. Tề Đẳng Nhàn nói với Irena Zinva. Irena Zinva gật đầu, không biết Tề Đẳng Nhàn bảo cô chơi cờ là có ý gì, nhưng vì đã nói như vậy nên cô cũng cứ làm theo. Ngôi nhà này từ giờ trở đi là của cô, đương nhiên, cô cũng có thể dẫn bạn bè về. Tề Đẳng Nhàn nói, đừng lo lắng, tôi sẽ không để bất kỳ người đàn ông nào bước vào căn phòng này ngoại trừ anh. Irena Zinva giơ tay và nói một cách trang trọng, như thể cô đang tuyên thệ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 33.